và nghĩ về kéo thôi và gồng phần lưng thôi, chứ mọi người chưa bao giờ nghĩ về việc phải gồng phần đùi trước. Thì cái tip đầu tiên mình có thể giúp các bạn, tức là trước và deadlift có thể mình sẽ khởi động một số bài liên quan đến kích hoạt cơ đùi trước một chút, thậm chí có thể tập squat nhẹ trước khi deadlift cũng được. Cái hay nha, chưa thử để thử. Các bạn cứ thử đi, nói chung là thử squat trước này, đá đùi trước này, hoặc thử một vài set Bulgarian split squat sau đó vào deadlift, chắc chắn là cảm giác sẽ khác hẳn luôn. Cái này rất là lạ, bởi vì đối với chị thì squat hay là Bulgarian split squat ấy, là những bài mà rất mỏi đầu. Nên nếu như thế thì nó có ảnh hưởng khi mà em đi vào deadlift, đi vào cái set quốc kinh set của em, nó có bị ảnh hưởng vì em đã mệt mỏi về thần kinh không? Thường thì nếu mà khởi động như vậy thì em sẽ làm 2 rep, tức là sẽ loanh quanh khoảng tầm khoảng 2 set với 15 đến 20 rep. Có thể chỉ làm cái body weight thôi, mình sẽ lên xuống chậm một tí để cho cơ mình mỏi đấy, và để cái thần kinh của mình nhận biết được là cái cơ đối chức nó hoạt động rồi đấy, mó đỡ vương vào đấy rồi đấy. Thì khi vào deadlift thì mình sẽ đỡ phải nghĩ nhiều hơn. Đây là một cái tip rất là hay và mình nghĩ là cũng ít người từng thử đúng không? Thì các bạn có thể thử và gửi về HDV những cái feedback của các bạn nhé. Thì con Huy thì sao? Một người ít tập deadlift, dạo này tập thì có thể đạp được không? Vấn đề đạp là vấn đề rất là phổ biến. Ví dụ như kiểu là mình thì mình tập mục tiêu là hypertrophy là chính. Thì đương nhiên là trong tất cả biến thể hình thì cái biến thể mà nó giữ cái tension lên cơ bắp lâu nhất nó sẽ là cái Romanian deadlift. Thì đấy là cái biến thể mà chúng ta thường sẽ hay tập nhất. Thì đương nhiên nếu mà bạn xét về Romanian deadlift, nó rất là giống với hình thuần túy. Nó sẽ có cái như anh Tú bảo là cái chuyển động pull, cái chuyển động hinge lên nhiều hơn. Thì khi mà bạn tập bài conventional deadlift thì chúng ta lại đặt xuống, thì để cái tạ từ đầu gối mà nó xuống được đất thì nó phải, chúng ta lại phải gập thêm một chút gối nữa. Thì đấy chính là cái mà anh Tú bảo là chúng ta có giai đoạn đạp và giai đoạn kéo. Thì đương nhiên là chúng ta nếu mà cứ tập đi tập lại cái chuyển động Romanian deadlift mà chúng ta cứ nhấp nhấp ở trên thôi, thì chúng ta cái não chúng ta đã rất quen với hinge rồi. Tự nhiên chúng ta bây giờ chúng ta đặt cái tạ xuống đất và chúng ta lại phải thêm một cái bước đạp nữa, thì với những người không quen như kiểu em chẳng hạn, em sẽ mất thời gian cho bước đạp. Ví dụ như kiểu là chúng ta thấy rằng là bài Romanian deadlift thằng này nó cứ tập nhấp nhô trên trời như vậy, thì mức tạ nó như vậy, thì khi mà nó đặt xuống dưới đất, nó tập con ve nó cứ đặt xuống và nhấc lên, thì chắc hẳn là mức tạ của nó phải lớn hẳn. Nhưng mà thực tế rằng là do cái khả năng đạp của mình chưa quen, nó là một cái mắc xích yếu trong cái chuỗi chuyển động của não bộ mình phát ra, thì dẫn đến là cái conventional deadlift của Huy nó cũng chả trội hơn so với Roman deadlift là mấy. Thì đấy là cái vấn đề mà anh Tú vừa bảo là có nhiều khi là em cũng hơi cố gắng là chia, không phải mình chia nó ra, ok mình đạp xong rồi mình sẽ pull lên đúng không ạ. Thì như anh Tú bảo là nếu mà mình cứ tập trung về kiểu hai giai đoạn này quá thì có khi nó lại không mượt nữa. Cá nhân chị gần đây tập thì cũng tăng được con ven, thì chị thấy rằng là thực ra chị không nghĩ nhiều, chị nghĩ là chị đứng dậy thôi. Chị chỉ nghĩ là chị nâng nó lên thôi, thực ra nó đơn giản mà đúng không? Nó chỉ đơn giản là đứng lên trong cái trạng thái là mình giữ cái lưng của mình thật là firm, thật là chắc đúng không? Đấy, thì đứng dậy thôi, đạp rất là ok, không còn suy nghĩ gì nhiều hết. Ok, mọi người có thể tập theo kiểu vô tri như Linh hoặc theo kiểu là technical có tính toán như là Tú, thì mọi người cứ thử xem là cái cách nào phù hợp với mình nhá. Câu hỏi tiếp theo mà mình nhận được ở trên fanpage thì mình nghĩ là nó khá là phù hợp với Huy, tại vì Huy cũng hay chia sẻ những cái clip ở trên TikTok là mọi người có nên tập deadlift khi thoát vị không, thì câu này là về thoát vị. Squat và deadlift thì đâu là bài tập rủi ro hơn và có thể làm nặng hơn thêm tình trạng thoát vị đệ đệm? Người bị thoát vị đệ đệm có cần thiết phải tập deadlift không nếu mục tiêu tăng cơ đơn thuần? Nó có hai về không chị? Về đầu bài tiên, nào căng hơn? Nghĩa là bài nào gọi là xét về tính rủi ro chứ không phải là bài nào nguy hiểm cho lưng hơn, tại vì nó khá là như nhau. Thì mọi người sẽ thấy rằng là squat với deadlift về mặt cơ bản nó đều là cái chuyển động của hông và gối, mà nó khác nhau về cái tỷ lệ. Một bài thì kiểu squat là chúng ta sẽ gặp với bài squat phổ thông chúng ta sẽ gặp gần như là như nhau với hông và gối. Thì cả hai cái bài này nó sẽ đều có một vấn đề là khi mà hông chúng ta gặp thì cái thân người chúng ta nó sẽ đổ ra đằng trước, thì các bạn thấy rằng là tạ nó kéo mọi người xuống, nó sẽ kéo cột sống mọi người nó bị gập xuống đúng không ạ. Và khi cột sống mọi người gập ra phía trước thì cái đĩa đệm của mọi người là cái ở giữa nó mềm mềm nhé, chúng ta bóp vào một cái đầu thì nó sẽ phòi ra phía đầu đằng sau. Thì nếu mà một người nào mà đã bị thoát vị đĩa đệm rồi thì khi mà chúng ta đặt trong cái tình trạng tập theo kiểu như vậy mà chúng ta không cẩn thận thì cả hai bài đấy nó đều có thể là vấn đề của mọi người nặng hơn. Tuy nhiên thì theo đánh giá cá nhân của em, do cái bài deadlift là cái bài mà gần gối ít, cho nên là khi mà chúng ta nhấc từ dưới đất lên nó cái cảm nhận chúng ta dùng lưng nó nhấc lên nó sẽ dễ hơn với bài squat. Bài squat từ vị trí ở dưới lên chúng ta sẽ thấy là nó giống đứng lên hơn, còn bài là nó nhấc lên. Thì đối với em nếu mà rủi ro thì về mặt vật lý, về mặt cơ học thì cả hai bài nó sẽ đều mang cái rủi ro nó khá là tương đồng, nhưng mà về mặt gọi là nếu mà cho người ta tập thì bài nào dễ vấn đề hơn thì em nghĩ là bài deadlift, tại vì nó là câu chuyện của não bộ trong cái kỹ thuật tập luyện của người ta. Còn về thứ hai là gì chị nhỉ? Về thứ hai là người bị thoát vị đệ có cần thiết phải tập deadlift không trong trường hợp là mục tiêu hypertrophy tăng cơ?
Đây, đúng ý quên quá. Hai tôi cho Vi còn deadlift nhá. Ok, cái này thì mọi người phải nhớ cho Vi kể cả không bị thoát vị đấy đấy. Thì deadlift nó không phải là một cái gì để nó bắt buộc mọi người phải tập cả. Chẳng qua rằng là chúng ta đi tập thì mục tiêu chúng ta đa phần đều là muốn vừa to vừa khỏe một lúc. Cho nên là những cái bài kiểu squat band deadlift nó rất là tốt cho mọi người có cả ba cái đấy. Nghĩa là mọi người kiểu mua một tặng một, chúng ta không phải nghĩ gì nhiều. Nhưng mà nếu mà mục tiêu của mọi người chỉ đơn thuần là tăng cơ thôi thì chúng ta có rất là nhiều biến thể khác cho cái chuỗi sau của mọi người mà nó không phải là conventional deadlift. Tại vì ví dụ như kiểu deadlift là dead là nhất từ điểm chết, đúng không ạ? Chúng ta nhấc một cái gì từ đất lên thì không phải là ai cũng sẵn sàng cái mobility cho cái việc đó. Thì với một người thoát vị đấy, tập deadlift thì vẫn được, nghĩa là tập thoải mái luôn. Cái này thì Huy nói thẳng với mọi người một điều đấy là không biết mọi người bị làm sao, mọi người bình thường, mọi người bị thoát vị hay mọi người làm gì cũng được. Mọi người bị bất cứ một cái gì thì tập luyện nó luôn khiến mọi người trở thành một cái phiên bản tốt hơn của mọi người. Ví dụ như kiểu là đây là một cái vấn đề kinh điển là bác sĩ sẽ thường khuyên một cái lời khuyên an toàn là cháu bị đau gối, cháu bị đau cột sống các thứ thì cháu về cháu immobile đã, cháu bất động lại, đúng không ạ? Cái vấn đề kinh điển là tất cả những cái người ở Việt Nam mà họ bị thoát vị đĩa đệm hay họ bị đau gối thì sau khi một thời gian họ nghe lời bác sĩ là họ không vận động gì nữa thì đúng là vấn đề họ không nặng thêm, nhưng mà họ sẽ mất đi cái phạm vi chuyển động. Nghĩa là vì đã gặp những cái người mà họ bị thoát vị đĩa đệm, sau đó họ không thể cúi xuống, họ với lấy cái chân của mọi người. Trong cái bài của mọi người đi đá bóng, mọi người hay tóm lấy bàn chân, họ không cúi xuống được, không cúi xuống được chạm vào cẳng chân luôn, đúng không ạ? Gặp những người bị đứt dây chằng chéo, người họ cũng không gặp duỗi được cái chân của họ bình thường, thì cái việc mà chúng ta vận động thôi, đơn giản là chúng ta nhắc cho cái phần khớp của chúng ta cái nhiệm vụ của nó sinh ra là phục vụ cho mọi người trong vận động, thì về mặt chuyển động là chúng ta vẫn chuyển động được. Và tiếp theo là những cái cơ mà chúng ta nhấc lên thì nó sẽ khỏe. Thì nếu mà deadlift tập đúng thì nó sẽ tốt cho người thoát vị đĩa đệm. Còn người thoát vị đĩa đệm nếu mục tiêu chỉ là hypertrophy hoặc là người bình thường mục tiêu chỉ hypertrophy thì sẽ không nhất thiết phải tập bài deadlift, nhưng mà nó vẫn là bài tập rất là tốt nếu mà mọi người tập. Ok, thế hỏi Tú một tí, khi mà thi đấu ở một cái trình độ cao hơn thì chắc chắn là những cái chấn thương nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích, đúng không? Thì em nghĩ sao về cái câu chuyện thoát vị và powerlifting, nghĩa là tập thi đấu ở mức thành tích cao? Chỉ có một số người bạn nói với chị rồi ai rồi cũng thoát thôi, thì không biết là các vận động viên thì thế nào. Thật ra thì cái bộ môn powerlifting này nó yêu cầu chúng ta phải tập một cái lượng tạ rất là lớn. Thì cái việc rủi ro chấn thương ấy thì mình sẽ cố gắng mình giảm thiểu thôi, chứ mình không thể gọi là ngăn ngừa 100% chấn thương được. Sẽ có những lúc mà như hôm nay trời nóng chẳng hạn, 40 độ chẳng hạn, tâm lý mình cũng không thể tập trung được. Thế nên là cái việc kiểm soát của mình chắc chắn sẽ không tốt, hay là có những cái mức tạ đặt ra hôm nay. Tuy nhiên thì có vẻ như là khối lượng công việc quá nhiều quá chẳng hạn, xong tối mình đi tập cái là mệt, đấy là sẽ dẫn đến chấn thương. Thì cái việc chấn thương ấy thì nó không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên thì với những người thoát vị thì có thể tập được không? Thì câu trả lời là có. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tập ở mức độ nào. Nếu như bạn bị thoát vị mà 2 tuần sau có một cuộc thi, bạn muốn đi thi luôn, thì chắc chắn là cái khả năng bạn đạt thành tích cao sẽ không giờ được. Hay là bạn muốn phá kỷ lục trên sàn cũng không giờ được. Mà lúc đấy mình lại có một cái chiến thuật khác, như là ok thôi rồi, mình nghỉ thi, ở nhà mình rehab thật nhẹ thôi. Hai là đi thi, nhưng mà mình xác định là lên sàn chỉ đơn giản là có một bức hình đẹp. Đó, kiểu như vậy. Nói chung là mình nên tập một cách thông minh một chút, không được để những cái hào quang đấy nó làm che mắt mình và mình quên mất hiện tại mình đang bị nê gì. Ok, đúng là kinh nghiệm của vận động viên đi thi đấu nó cũng khác khác ngày thường, thật vị và đi thì thực ra thì để nói thêm một chút một cái câu chuyện bên ngoài lề, chị rất thích CrossFit và cũng hay xem, thì có một nhà vô địch CrossFit bây giờ khá là huyền thoại đấy là Matt Fraser. Anh ấy ngày xưa thì ở đội tuyển cử tạ trẻ của Mỹ và gặp một cái chấn thương cực kỳ nghiêm trọng, đấy là cũng thoát vị, cũng hỏng và thay nguyên một cái đĩa đệm mới. Và lúc đấy thì không có một cái hứa hẹn gì hết, bởi vì anh ấy là một cái người tham gia giống như kiểu dạng thử nghiệm cho cái phương pháp đấy. Và sau khi hồi phục quay trở lại thì chị không nhớ chính xác nhưng mà 6 lần vô địch CrossFit. Thì nó thực ra thì nó không phải là giới hạn, đúng không nào? Chúng ta luyện tập trong cái ngưỡng an toàn và hiểu cơ thể của mình thì tất cả mọi người đều có thể tập được. Đấy, câu chuyện gần gũi hơn đấy là nhà chị có người thoát vị 2 đốt, lift được 2.6. Ok, rồi. Để cho mọi người có thể tham gia vào câu chuyện ở đây thêm một chút, thì mọi người có câu hỏi gì về deadlift, mọi người có thể giơ tay. Bất cứ ai mà thắc mắc gì về kỹ thuật hay là gì đấy, hoặc là muốn biết thêm cái gì đấy về deadlift thì giơ tay nhá. Đừng ngại, phải bào hai cái ông này, mời mãi mới được. Em cái nhà là vườn mà. Có ai muốn hỏi gì về deadlift không ạ? Ở trên fanpage thì cũng có nhận một số câu hỏi, nhưng mà chúng ta sẽ ưu tiên những cái người ở ngồi ở đây trước. Ai muốn hỏi gì về deadlift thì giơ tay nhá. Siêu thế, không toàn người tập xịn lại xịn trái thắc mắc gì.
Ok, thế chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo luôn. Lúc nãy thì sau deadlift thì squat sẽ là cái bài được vỗ tay nhiều thứ hai. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện squat nhá. Đợi tí mở kịch bản. Câu chuyện về squat thì nó bị nhiều ấy, nó rất là nhiều và rất là rộng đúng không? Nếu mà để mọi người nói về squat thì chắc là sẽ phải mất nguyên một cái buổi workshop khác. Thế nên là trong cái giới hạn của cái buổi hôm nay thì mình sẽ nói về những cái thứ mà mọi người quan tâm nhất, những câu hỏi triệu đô về bài squat làm nào tăng tạ. Ok, một câu hỏi triệu đô nhá. Rồi, thì tăng tạ thế nào? Từ góc nhìn của Huy thì em tăng tạ nào? Đối với Huy, tăng tiến trong bài squat nó chỉ đơn giản là chúng ta sẽ mất thời gian ở giai đoạn đầu trong việc là cho họ có một cái form tập mà nó an toàn nhất với họ, chưa phải là một cái form tập tối ưu. Tối ưu thì sẽ là anh Tú, còn Huy sẽ muốn là một cái form tập mà nó không bị chấn thương. Thì đây là cái mà nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà đối với Huy, khi mà Huy được gặp nhiều huấn luyện viên thì có vẻ như là chưa nhiều bạn làm được cái điều đấy. Có thể mọi người sẽ dễ dàng nhìn thấy những cái hình ảnh mà khách hàng tập luyện những cái bài tập bình thường thôi, tập bài để vai, tập bài squat, xong rồi huấn luyện viên phải đứng rất sát, tại vì khách hàng tập theo kiểu là cứ run 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 run, không biết là mọi người thấy chưa, nhưng mà cái hình ảnh đấy rất phổ biến, nó thể hiện rằng là bạn huấn luyện viên đấy cái thời điểm trước hướng dẫn khách hàng form vẫn chưa ổn, đúng không ạ? Và Huy thấy là Huy thấy hơi buồn cười thôi, tại vì huấn luyện viên là một người phải đứng ngoài quan sát, và như kiểu khách hàng của Huy squat hay bench, Huy phải đứng cách khoảng 1-2 mét, Huy nhìn một cách tổng thể, Huy đi xung quanh Huy nhìn. Còn có những bạn huấn luyện viên là cứ phải đứng sát sát, nghĩa là họ sợ kiểu khách bị rơi tạ, đúng không ạ? Nhưng mà bản thân là nếu mà mọi người đã làm tốt trong cái việc là hướng dẫn họ kỹ thuật, cũng như là mọi người làm tốt trong việc của bản thân là chọn đúng tạ, thì không bao giờ mọi người phải đứng kiểu kè kè, kiểu sợ sợ như vậy. Thì nếu mà khách hàng của bạn như vậy thì sẽ rất là khó tăng tạ. Đấy, như kiểu là chúng ta đi nhanh lúc đầu, ngày xưa chúng ta đi tập chúng ta cũng cứ mỗi ngày chúng ta lại lắp thêm một cái bánh mới vào và chúng ta cứ tập trong cái trạng thái run run như vậy, thì ở thời điểm đầu chúng ta lên rất nhanh, nhưng mà sau năm theo tháng, đúng không ạ, bắt đầu tính theo khoảng vài tháng trong vài năm mà chúng ta bắt đầu cứ chững chững và cứ run 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 như vậy cả đời. Và với những khách hàng bình thường ngay từ đầu mà họ tập được đúng form đẹp, trông tạ nó rất là buồn cười thôi, tập cái thanh không hay là mấy cái bánh nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà họ ngồi được đẹp thì sau đấy thì cứ theo tuần theo tháng và chúng ta cứ thêm những cái bánh vào. Thì với cái hướng tăng tiến của những khách hàng mới các bạn Huy thì chỉ đơn giản là tăng theo cái hướng linear theo cách truyền thống, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu một khoảng rep cao và sau đấy chúng ta cứ hạ dần khoảng rep xuống, sau một cái phase khoảng vài tuần chúng ta hạ khoảng rep từ 10 đến 12 xuống 8 đến 10 chẳng hạn, và chúng ta lại tăng được một tí tạ. Và trong 3 cái tuần mà chúng ta tập cái khoảng 8 đến 10 chúng ta cũng có thể tăng những cái tạ nhỏ nhỏ nhỏ, thì theo thời gian thì nó sẽ tăng rất là dễ. Thì đối với Huy, một người tập mới thì nếu mà họ đã có một cái form mà nó chắc mà nó đẹp, nghĩa là trông nó rất là đầm, mọi người có thể đứng cách xa khách hàng, mọi người nhìn họ tập một cách rất yên tâm, thì cứ theo tuần theo tháng là chúng ta cứ cho được tiền tạ vào một cách rất đơn giản thôi. Còn khi mà họ làm như thế được khoảng hơn một năm, 1 đến 2 năm, bắt đầu cái việc nó khó, thì lúc đấy chúng ta hãy hỏi anh Tú thì xem là với những người như vậy chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào. Ok, thì bây giờ coi như Huy có một khách hàng tầm 1 năm rồi, không ta liên tạ là tiếp, thì Tú tư vấn đi xem làm nào. Có thể nói về cái chuyện tăng tạ ấy thì nó lại là một cái chủ đề rất là lớn. Nhưng với Huy là với những cái người mà mới bắt đầu tập này, thì chúng ta sẽ đánh giá cái việc tăng tiến mạng bằng cái việc là họ có kiểm soát tốt tạ đấy không, đúng không? Hay là khi mà họ sờ vào tạ họ thấy tâm lý có bị sợ không đấy. Nhưng mà với những người mà nâng cao ấy thì cái câu chuyện tăng tạ lại là một câu chuyện khác. Thứ nhất là về cái mục tiêu tăng tạ ấy, chúng ta thể thấy được là nó có thể phân chia làm rất nhiều mục tiêu khác nhau. Nếu như powerlifting thì là gì, một lên mắt, tăng khối lượng tạ của lên mắt. Có những người ta không thích tăng một lên, họ thích vừa to vừa khỏe và họ chọn cái mức tạ ví dụ 7 lên mắt chẳng hạn, thì cái câu chuyện tăng tạ nó lại khác, vì 7 lên mắt nó sẽ cần sự bền của ta nhiều hơn, nhiều một tí. Có những người lại thích 12 rep max thì sao? Hay có những người ok chỉ thích vừa săn vừa khỏe thôi thì lại tập tận 20 rep, 15 rep gì đấy chẳng hạn. Thì cái câu chuyện tăng tạ lại là một câu chuyện khác. Nhưng mà thì em vẫn là chuyên môn của em về powerlifting thì ông ok em sẽ nói về cái chuyện tăng tạ với low rep nhé. Thì đầu tiên ấy thì nó chính là cái tần suất tập. Thì với những người mà gọi là sơ cấp hoặc đầu trung cấp ấy thì có thể chúng ta sẽ tập nhiều bài đấy hơn. Muốn giỏi cái gì thì tập nhiều vào đấy hơn, đúng không? Tính chuyên biệt đúng không? Đúng rồi, tập nhiều vào đấy hơn. Tuy nhiên, nhưng về sau khi mà mình tập cao lên một chút thì nó bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề như là những cái điểm yếu đấy. Thì chúng ta lại cần nhìn nhận một cách chỉ tốt hơn một tí. Tức là lại phải nhìn tìm yếu ở đâu, điều gì đang giới hạn mình mặc dù mình tập rất là nhiều rồi, ngày nào cũng squat mà trái lên tạ đấy cả. Đấy thì chúng ta lại phải nhìn vào điểm yếu. Xong rồi cái thứ ba lại là cái kỹ thuật, là liệu mình đã làm cái kỹ thuật đúng chưa? Vì nếu mà mình làm sai thì nó lại vào cái nhóm cơ khác chẳng hạn. Nhiều người người ta squat lại thấy đau lưng, không phải đau đùi. Thế là cuối cùng lại đi tập bổ trợ lưng vì nghĩ rằng lưng mình không đủ khỏe để nó mới đau được.
rất nhiều người có những cái suy nghĩ sai lệch như vậy đấy. Hay là cái quay lại về cái bài bổ trợ nhá, thì thường như em thấy là có cái kiểu mà mọi người đang lên giữa đường trước một cái, ví dụ là cái điểm yếu ấy đi, thì cái lực đẩy mọi người ấy rất là khỏe, bật lên từ đấy rất khỏe. Ví dụ như Huy, anh cứ cho một cái mắc của em 100 cân nhá, cứ cho 100 cân đi. Được. Thì với nếu mà em có cái điểm yếu đấy thì có thể lực chân của em có thể đạt được đến 120 đến 130 cân, nhưng mà cứ đến giữa đường là em sập. Đấy là chính là cái tác hại của cái việc là mình có điểm yếu nhưng mình lại không đi thẳng vào vấn đề này. Thì cái việc tăng đại ấy, thì mình sẽ cần phải xét trên góc độ chiến thuật yếu hơn khi mà mình càng lên càng cao. Ok, nghe có vẻ rất chiến thuật. Tí nữa thì chắc là đến cái phần thực hành thì chúng mình sẽ nói kỹ hơn về cái này. Một cái nữa thì như Tú nói ấy, thì là mình đã làm đúng kỹ thuật hay chưa? Thì cái câu chuyện chúng ta đều nói với nhau rằng là không có cái gì đúng với tất cả mọi người. Thế thì những cái gì mà em sẽ cho rằng là nó hoàn toàn sai và chúng ta bắt buộc phải sửa, đấy là những cái lỗi đúng không? Thì hay gọi nó là lỗi. Thế thì những cái gì đối với em là lỗi? Và hỏi Huy trước đi. Đối với em nhìn một người khác squat nào check form online, cái gì là lỗi? Dưới góc độ của Huy thì mọi người sẽ thấy rằng là khi mà mọi người lên trình độ cao ở tất cả những cái bài tập như kiểu là thi powerlift thì có những cái mà chúng ta sẽ chấp nhận nó xảy ra được, ví dụ như kiểu là phần lưng trên cong trong deadlift chẳng hạn, chúng ta chấp nhận được nó lúc đấy tạ nặng quá rồi. Còn đương nhiên là Huy thì Huy sẽ làm việc với những khách hàng phổ thông nhiều hơn, thì Huy sẽ gần như là không để những cái trường hợp đấy nó xảy ra. Thì khi mà Huy nhìn một khách hàng squat thì Huy sẽ nhìn, đương nhiên là sẽ nhìn xung quanh các cái khớp của họ. Đa phần thì mọi huấn luyện viên thông thường khi mà hướng dẫn khách hàng tập squat, họ hay có xu hướng là họ thích đứng ở bên cạnh nhìn em là kiểu như là lưng có cong không các thứ. Nhưng mà theo em thì khi mà khách hàng đã thực sự là cho tạ vào cái barbell rồi thì những cái lỗi ở mặt phẳng ngang chúng ta nhìn nó sẽ không còn quá nhiều. Em thích nhìn sau lưng. Nhìn sau lưng thì có thể dễ dàng thấy là cái gối của họ có bị trục không, hông của họ có bị lệch sang một bên hay không. Còn lúc ấy nhìn mặt ngang thì xem nó có bị cái mà chúng ta gọi là cụm mông, đúng không ạ? Cụm mông mọi người thấy là nếu mà đến cái phạm vi chuyển động họ cụm mông, sau họ cứ đứng lên đứng xuống, cái mông họ cứ quay mòng mòng như cái trong chóng thì trông nó cũng rất là buồn cười. Thì với khách hàng bình thường thì em sẽ hạn chế những cái đấy xảy ra hết mức có thể, nghĩa là em sẽ không để nó xuất hiện trong bài tập. Nghĩa là đối với em thì đương nhiên là khách hàng tập luyện binh họ không phải thi powerlifting, họ không tội gì họ phải đánh đổi những cái đấy hy sinh một chút thì cả. Em thì đương nhiên là em muốn họ tập một cách nó đẹp toàn diện, thậm chí rằng là có khi mà khó sửa quá chúng ta chuyển sang bài khác. Tại vì mục tiêu của khách hàng mọi người biết, nếu mọi người là vận động viên mọi người biết mục tiêu khách hàng là tăng cơ giảm mỡ, không nhất thiết là phải squat thật đẹp hay là squat thật nặng các thứ. Thì đấy là những cái em cho là lỗi. Ok, với Huy thì sẽ nghiêm gọi là gì, nghiêm khắc hơn đúng không? Sẽ không cố gắng, bản thân chị cũng thế thôi, khi mà dạy khách thì mình sẽ đảm bảo là họ không có một cái lỗi nào cả. Cái form đấy nó phải là form sách giáo khoa đúng không? Bởi vì khách hàng của chúng ta thì không có bất cứ một cái lý do gì để hy sinh sự an toàn vì thành tích cả đúng không? Và họ cũng là mới thôi, và chị nghĩ rằng là cái việc mà đảm bảo cái form chuẩn chỉnh ngay từ đầu ấy nó sẽ giúp họ đi xa hơn và tăng tiến tạ tốt hơn như lúc đầu Huy nói đúng không? Nhưng mà góc nhìn của Tú thì sao? Cái gì đối với em là lỗi? Hay nói về cái câu chuyện đúng sai đấy thì đến ở một cái mức độ mà nó nâng cao ấy thì nó lại không phải hoàn toàn là câu chuyện trắng đen nữa, nên không phải một hai là hai. Có thể cái việc sai ấy, với góc nhìn của Huy như khách mới thật, những người mà mới tập ấy mà làm những cái đúng với những người nâng cao thì nó lại là sai. Bởi vì sao? Bởi vì khi đến một cái mức nâng cao thì họ đã có một nền tảng rồi, và lúc đấy chúng ta có thể áp dụng một vài cái sai số, nhưng mà sai số ấy nó mang tính tích cực để giúp cho thành tích của mình nó đi lên một tí. Ví dụ như là cái việc ưỡn ngực trong bench press, như là chúng ta xem thi đấu ấy, có những người ưỡn ngực đến mức mà cái quãng đường chuyển động chỉ ngắn tầm này thôi, vòng một inch đúng không? Đúng không? Tuy nhiên khi mà với những người khách mới tập chẳng hạn, mà mình cho ưỡn cao hẳn ngắn như này ấy, nhất là với những cái bạn nữ là khách hàng nữ ấy, thì người đã dẻo sẵn rồi, người ta hoàn toàn có thể ưỡn từ cao lên từ đầu đúng không? Đấy, thì cái việc đấy không hỗ trợ gì cho người tăng cơ cả, và thậm chí nó lại áp lực lên khớp rất nhiều, bởi vì cơ mình chưa đủ mạnh nữa, thì đấy là một cái sai. Còn trong thi đấu ấy thì tất nhiên là sẽ có những cái lỗi sai hẳn, ví dụ là trụ gối đến mức là hai gối nó chạm vào nhau giả cho squat đúng không, hay là lưng thì cong những cái cầu khi mình deadlift mà cong kiểu là lên thì thẳng xuống thì cong ấy, hay là lên thì cong xuống thì thẳng, tức là nó thay đổi trong quá trình chuyển động và cò mình không chắc, thì đấy là những cái lỗi mà 100% là nó sai. Thì với em đi, em khắc phục từ giai đoạn trước chẳng hạn, thì có một cái gọi là kinh nghiệm của em, em đã có cái gặp phải vấn đề điểm yếu nào, xong rồi em fix nó như thế nào? Ra về cái vấn đề điểm yếu thì thường thì em sẽ không mắc vào những cái điểm yếu nó quá là cơ bản. À ok, nhà vô địch nhưng là họ khác biệt.
Nhưng mà tất nhiên là em có thể hình dung được cái đấy. Có nghĩa là khi mà các bạn đi tập ấy thì đừng nhìn vào những cái trên cao quá, mình hãy master được cái cơ bản trước, học được cái nền tảng trước. Nhưng là gì, gồng co thì đừng nghĩ là gồng co để kéo 300 cân được như thế nào, mà chúng ta hãy gồng co để làm sao chúng ta phát lực nó ổn định nhất, nó thoải mái nhất. Squat thì phải cảm thấy vào mông và đùi chứ, chứ đừng nghĩ về việc tăng tạ một đấy. Mình cứ đi từng bước dần dần, tập luyện nó là lâu dài, thế là đừng bao giờ nhảy cóc hay là tham vọng một cái gì đấy quá lớn trong thời gian ngắn. Ok, tổng kết lại thì với những cái người mới thì chúng ta cố gắng là đạt được cái form sách giáo khoa nhất có thể, đúng không? Chuẩn chỉnh từng chút một, ví dụ như Huy nói là mình có cổ chân này, có khớp gối, có khớp hông, có lồng ngực, đúng không? Như là bọn chị hay dạy ở trong các cái khóa học của HRV cũng như vậy thôi, nghĩa là những cái bạn học ở khóa level 1 khi mà các bạn ấy dạy, chị lúc nào cũng nói là khách phải tập form sách giáo khoa đấy. Còn việc mình tập như nào thì là việc của chúng mình, đúng không? Còn từ phía Tú thì Tú nói rằng là mục tiêu ban đầu không nên là tạ, đúng không? Mục tiêu ban đầu không phải là tạ. Nếu như mọi người, thực ra câu chuyện này nó cũng giống những cái khác thôi, mọi người cứ làm những cái đúng, dần dần đến cuối cái đường thì mọi người sẽ đạt được cái mục tiêu của mọi người muốn. Chứ nếu như mà ngay từ đầu mình nghĩ là mình phải đấy, lift 300, tí nữa có câu hỏi làm nào bench 200 mới trả lời, đúng không ạ? Chứ nếu chúng ta nghĩ quá nhiều về tạ thì chúng ta sẽ hy sinh những cái khác, và những cái đấy mới là những cái quan trọng, đúng không? Rồi ok, thì có lẽ hai cái câu rồi, một cái là tăng tiến tạ, một cái là những cái lỗi mình thường gặp trong squat sẽ là những cái mà các bạn ở đây khá là quan tâm. Thế thì bây giờ hỏi thêm một chút, đấy là mọi người có muốn cải thiện cái gì về squat này, hay là mọi người có muốn thắc mắc cái gì để hỏi Tú hay là Huy không? Chắc là hỏi Tú thôi, Huy thì... đi về nhá. Okay. Rồi mời em, ban tổ chức đưa mic hộ chị với. Và em có lý do chính đáng mới trả lời đúng không? Đúng đấy. Với chị nhé. Trước tiên thì cho hỏi em tên là gì? Em tên là Ngô Văn Hiệp. Ok, thế thì em muốn hỏi anh Tú hay anh Huy? Em xin hỏi anh Tú. Ok, chị biết rồi, chị cứ hỏi thế thôi. Chứ anh em trội đùi trước thì yếu hơn, còn mông với lại đùi sau là yếu, còn lưng thì em cũng chắc yếu này bạn, bởi vì cái anh em thuê coach anh bảo là lưng em khỏe đấy, squat nặng nhưng mà không thấy đau lưng, mà rõ ràng đùi của em là dùng nhiều hơn, còn đùi sau với lại mông thì ít. Nên em muốn hỏi là phải thiết kế chương trình tập kiểu gì cho nó cải thiện cái điểm yếu ở mông đùi hay là lưng của anh em squat deadlift thế. Ok, câu hỏi rất là hay. Thế em hỏi anh Tú này, anh coach của em có chửi em không? Anh coach của em đi ra nước ngoài để làm việc. À may quá, rồi không lại đến đánh anh Tú. Rồi anh Tú trả lời cho bạn ấy nhá. Rất cảm ơn câu hỏi của em. Thì đầu tiên anh muốn hỏi nhá, là cái việc em xác định cái điểm yếu của em ấy là mông có đùi sau ấy, thì là em có một cái bài tập nào hay là có một cái phương pháp nào cụ thể để xác định điểm yếu đấy không? Hay là chỉ là lúc em squat thì em không thấy khoảng không? Em deadlift thì em thấy lưng của em hơi dùng nhiều quá, mà đi đấy thì mình lại không cảm nhận được mông với lại đùi sau nhiều đấy. Thật ra có mà nhưng mà không nhiều. Ok, thì cái này anh nghĩ là sẽ có một vài hướng như sau. Thứ nhất là về cái kỹ thuật của em, có thể là khi em setup và cái kỹ thuật của em ấy nó không cho phép người em vào một tư thế mà tốt để em có thể cảm nhận được mông và đùi. Vì cơ bản nếu mà về deadlift nhá, thì những cái góc gập khớp ấy nó rất là ít và không gặp nhiều, thế là cái điểm yếu ấy, những cái điểm yếu ấy nó không quá là thể hiện rõ ràng đâu. Thường trong cái deadlift là mọi người sẽ bị một cái là khi setup là không cẩn thận, thế là đạp lên đa số tôi bị bắn mông ra sau, đồng thời góc lưng nó đang thẳng ấy, xong rồi bị đổ này, thì ngay lúc đấy khi góc lưng nó đổ xuống thì em chắc chắn sẽ bị dùng lưng nhiều hơn. Còn trong bài squat ấy, cái việc mà em cảm nhận đùi trước hơn ấy, em cái 23 hay là low 3? Em 23. 2-3 thì thường cái đùi trước của mình ấy, nó sẽ cảm nhận được rõ hơn nhé. Đấy, thế nên là anh nghĩ là nếu mà cần để thẩm định trong squat thì vẫn phải cần clip này. Đấy, vẫn cần clip một vài góc của em. Và nếu mà cái cuối cùng mà để cải thiện phần mông của đùi sau ấy, thì mình hoàn toàn có thể add thêm một số bài, nghĩa là biến thể của squat là một số cái bài cô lập để em có thể cảm nhận được rõ hơn. Ví dụ squat thì em có thể tập bell squat, hoặc là em tập top squat chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể cảm nhận phần mông và đùi sau rõ hơn nhiều so với squat thông thường. Thử nhá. Cảm ơn.
Ok, đấy là câu trả lời của Tú. Chị tổng kết lại nhá. Thứ nhất là mình cần phải xem lại kỹ thuật, bởi vì mình cũng không chắc là mình đã yếu chỗ đấy hay không, đúng không? Và nếu như mình chắc chắn là mình yếu thì mình sẽ thêm các cái biến thể để làm khỏe cái phần đấy. Thực ra thì logic để fix vấn đề nó cũng chỉ có thế thôi, đúng không? Nó không có cái gì đặc biệt cả. Và chị nghĩ là không có một cái ai, một cơ thể nào hay là một ai đấy mà nó thực sự là không giống tất cả mọi người. Một mình em có cái vấn đề điểm yếu đấy, và cái tư duy để mình tiếp cận từ cái điểm yếu nó cũng chỉ đơn giản như vậy. Mình chắc chắn là mình yếu chỗ đấy và mình thêm các cái bài là phải cho nó, chỉ vậy thôi, đúng không? Rồi, rất cảm ơn câu hỏi của bạn Hiệp. Còn có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi, ok, mời em. Sau hỏi cái đầu em, bạn này trông bạn ấy hơi quạo rồi. Chắc là chị nghĩ là em cứ đứng ở dưới đi, trên này thì bọn chị sẽ chia sẻ mic cho nhau. Cho em xin hỏi một câu hỏi về deadlift đúng không? Mà em quên hỏi. Em quên hỏi là vừa mới giờ em hỏi đi. Vâng, khi trong bài deadlift thì em cũng có tham khảo rất là nhiều nguồn. Nhưng mà mỗi nguồn lại có một cái câu trả lời khác nhau. Đấy là khi mà mình set up thì khi mình kéo lên thì mình kéo cái thanh bar nó sát ống đồng hay là cách ống đồng khoảng vài cm. Ok, câu này như em gửi lên trên TikTok rồi. Ôi sao giống hết cái câu hôm qua chị vừa nhận được xong. Rồi câu này cũng khá là hay. Kéo ba sát ống đồng hay là cách ở ống đồng vài cm, câu này chắc Huy trả lời được đấy. Tú cho Huy mượn cái nick. Ống đồng ạ. Ống đồng thì thực sự là nếu mà cái này nó không muốn gì có mắt thật anh Tú, nhưng mà ống đồng thì em sẽ về kéo thì em sẽ kéo nó sát ống đồng cho trọng tâm, thứ nhất là nó sát, mà cái có nghĩa là em sẽ không chủ động kéo sát ống đồng đâu, nhưng mà khi mà mình kéo theo cái hướng mà mình cảm thấy thoải mái nhất là cái ba nó đi gần người nhất thì kéo xong thì sẽ thấy là đau, xước và đau. Và lúc đấy chúng ta nếu mà muốn lên chuyên nghiệp hơn một xíu thì sẽ phải sắm tất các thứ xịt led. Nhưng mà nếu mà bạn kéo theo kiểu em, kéo theo cách thoải mái nhất thì chắc chắn là vì khi mà chỉ cần cho cái ba nó cách ống đồng của em khoảng một xíu thôi là em sẽ cảm thấy là cái cảm nhận của lưng nó tăng lên theo cấp số nhất luôn. Nghĩa là đi ra vài cm và cảm thấy lưng nó rõ rất là nhiều thì cứ kéo sát sát thì em sẽ thoải mái nhất. Thì đương nhiên là mình cần đánh đổi một chút về xin một tí da ở đây để cảm thấy cái lưng an toàn hơn. Thì đấy là cảm nhận của em, không biết là với anh Tú là như thế nào. Chị flexing thì chị biết cái này. Thực ra đối với chị thì chị nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của việc deadlift đấy là em phải truyền lực được từ dưới chân để lift cái tạ lên, đúng không? Một cái hông và cái đầu gối của em là cái đòn bẩy. Thế thì để cái việc truyền lực để nó diễn ra liên tục, thế thì cái thanh tạ đấy nó phải đi qua đúng trọng tâm cơ thể của em. Thì cái tốt nhất đấy là dí nó vào ống đồng, đúng không? Nếu mà cách ra xa thì rõ ràng là nó đã đổ về phía trước rồi. Đấy thì không biết mình có flexing đúng hay không. Quan điểm của em cũng khá giống với chị Linh, tức là khi mà mình gióng lên nhá, cái trọng tâm của mình nó cắt ngang bàn chân thì khi mà mình gióng lên ý, thì nó chính là cái đường mà nó gần trước ống đồng này. Nhưng mà thường nếu mà các bạn đừng để cái ống đồng nó ma sát vào đùi quá nhiều, vào cái phần ống đồng quá nhiều nhá, vì nhất là đau. Cái thứ hai là khi lực ma sát nó quá lớn ấy thì nó sẽ bắt mình phải kéo thêm một cái lực mạnh hơn thì nó mới thể đi lên được. Nhất là với những mà cái loại đòn mà nó sắc ấy, những đòn mới ấy, thì kinh khủng khiếp luôn đấy. Ta có những lúc em tập vào với những đòn sắc quái thôi, thà kéo nó sai form tí nữa. chân chị vẫn đang đầy vết thì không nọ vừa đã đi xong đấy. Thì câu trả lời cho em đấy là mình nên kéo sát vào ống đồng nhá, vì đấy như chị và anh Tú cũng chia sẻ quan điểm với nhau, đấy là cái tạ nó nên đi qua giữa trọng tâm cơ thể của em và sát thân người nhất có thể để mình truyền được một cái lực từ dưới bàn chân, lực đạp của mình từ phía dưới lên thì nó sẽ an toàn nhất, đúng không? Và Tú có lưu ý thêm một chút là sát thì cũng sát vừa, sát quá là cũng hơi thiệt. Ok, còn bạn nào có câu hỏi nữa không ạ? Chị ơi, cho em hỏi một câu nữa về squat được không? Ok, em hỏi đi, tốt quá. Em muốn... Không nhau được đâu, còn tùy vào cái mục đích của em nữa. Thế em cứ nghe anh Tú nói cho nó chắc ăn nhé, nếu không tin chị. Ra đầu tiên thì anh nghĩ là cái vấn đề của em nó đang bị nghĩ về cái mức tạ nhiều quá, tức là low bar nó sẽ thích hợp cho cái việc em tập cái tạ nặng hơn. Tuy nhiên thì nếu mà anh chỉ xét trong bối cảnh em nói là xương đùi dài và việc có hợp với low bar là 230 ấy, thế nghĩ là cái nào sẽ hợp với em, squat một chân cũng được không sao cả. Đấy. Một chân đúng chỉ cần khi mà tay chân mình đầy đủ chức năng là hoàn toàn mình có thể tập bài nào cũng được, nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không có lợi nhiều khi mà squat với cả một cái chiếc đùi nặng, đúng không? Mình phải nhìn lại xem mình nên hợp với form nào. Rồi, em câu trả lời vừa rồi thỏa mãn đây chưa? Cảm ơn. Ok, em chuyển mic cho bạn áo trắng ở trên rồi, chị cứ nghe bên trên. Không, cái bạn cầm mic bạn lại quạo bây giờ. Rồi. Ok, chào em, tên là gì? Em tên là Thành ạ. Em có một câu hỏi là khi em squat ấy thì
có thể em có thể squat được rất nặng nhưng mà tất cả đều ăn đến vào mông, tối về ngủ đau quá không nằm được. Nhưng mà em muốn nó vào đùi nhưng mà thực sự là em có một thắc mắc là bởi vì em cũng biết là bản thân mình có cái mobility ở cổ chân nó khá kém, nhưng mà em cải thiện nó trong một thời gian rất lâu rồi nhưng mà nó không cải thiện được quá nhiều, kể cả em có giãn bắp chuối hay là cố gắng tập các bài tăng ấy, thì có cách nào để cải thiện điều ấy và để cho khi được em squat nó vào ăn được thêm vào đùi không? Bởi vì đùi em tập 3 buổi trong một tuần và đùi em gần như là không cảm nhận được đau. Ok, việc đầu tiên chị khuyên em là quay lại clip và đi lên TikTok làm thế nào để squat vào mông không vào đùi sẽ rất nhiều view. Ok, đấy là lời khuyên đầu tiên nhé. Em có clip trên TikTok đấy. Ok, ok. Còn lại câu trả lời thì sẽ chắc là để cho hai bạn này. Mobility Huy khá là Huy cũng tìm hiểu khá là nhiều đúng không? Và cũng có dạy trong khóa xin phép PR một tí, khóa huấn luyện viên level 2 của HRV có phần dạy riêng về mobility do Huy đảm nhiệm. Ngoài ra thì cũng sẽ có một học phần về powerlifting là về tập luyện sức mạnh do Tú đảm nhiệm, và nó sẽ cái phần của Tú sẽ được bắt đầu cách sau đây khoảng một tuần. Thì nếu như bạn nào thực sự là đam mê và muốn học kỹ hơn về squat bench deadlift thì có thể liên hệ HRV nhé. Rồi, tiếp một quảng cáo kết thúc, Huy trả lời. Đầu tiên là bạn bị phần cổ chân đúng không? Bạn sử dụng cái cách gì nhỉ? Em có dùng cái là đứng cách đầu tí sau năm, cố gắng ấn cái phần đầu gối của mình đi gần sát vào tường hơn. Rồi, cái buồn là một bài test đúng không ạ? Rồi, và giãn, và em giãn bắp chuối sau và trước buổi tập. Ok, thế thì khi mà bạn làm cái bài mà mình ấn cái chân vào tường, ấn cái gối vào tường thì bạn sẽ thấy cấn ở cái phần phía trước của bàn chân này hay phần ở phía sau? Em thấy nó bị căng cái phần dây chẳng ở dưới sau đó. Phía sau nhiều hơn đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Không, không phải phía trước đúng không? Không, không phải phía trước. Nếu mà ấn như vậy thì đúng như bạn bảo thì cái cảm giác nó sẽ là đến từ cái phần đùi sau. Tuy nhiên là phần bắp chuối. Tuy nhiên thì trong phần lớn trường hợp, tại vì cái linh hoạt của chân nó là cái vấn đề số 1 trong squat. Tại vì cái này thì Huy dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình. 100% khách hàng chưa đi tập, khách nào cũng có vấn đề về cổ chân. Tại vì cổ chân là cái mà mọi người gặp cổ chân này nó rất là xuất hiện ít trong cuộc sống thường ngày. Thế thì nó giống như quy tắc cơ bản thôi, cái gì mà chúng ta không dùng thì chúng ta sẽ mất. Có thể là trong cuộc sống thường ngày bạn không, ngoài việc squat đâu, mình gần như là mình không sử dụng cái đồ gập cổ chân lớn, thì cái vấn đề mà cổ chân thường gặp nó là vấn đề về mobility. Mobility là nó liên quan đến, nó không chỉ liên quan đến cái mô mềm. Nếu như mà flexibility chúng ta nói về cơ bắp thì giãn cơ phát được luôn. Nếu mà vấn đề thuần túy là flexibility thì trước buổi tập chúng ta giãn cái là chúng ta được luôn. Còn vấn đề về mobility thì đặc biệt là vấn đề của phần cổ chân, nó sẽ là vấn đề về cái phần bao khớp, nghĩa là cái phần cổ chân của bạn nó sẽ là cái khi mà chúng ta gập nó là cái sự trượt lên nhau của cái phần xương này là xương xương chảy và phần xương sên ở phía bên dưới. Thì khi mà chúng ta thực hiện cái chuyển động là chuyển động proprioception, là cái chuyển động mà chúng ta gập cái cổ chân lại, thì hai cái phần xương của bạn nó sẽ phải trượt lên nhau để nó thực hiện cái chuyển động đấy. Thì đây là trong vật lý trị liệu họ gọi là chuyển động phụ trợ. Thì cái vấn đề của những cái người gặp vấn đề mobility ấy, đấy là cái chuyển động phụ trợ của họ có vấn đề, nghĩa là hai cái xương gặp nhau nó sẽ có cái phần bao khớp, có thể là cái bao khớp nó sẽ bị sơ lại, nó khiến cho hai cái xương nó trượt lên nhau, nó khó. Thì trong vật lý trị liệu người ta hay sử dụng cái phương pháp đó là phương pháp di lệch khớp, nghĩa là họ sẽ hỗ trợ cái sự trượt lên nhau của những cái xương này. Thì khi mà bạn tập khi mà chúng ta gặp cái phần cổ chân thì nếu mà chúng ta gặp thì cái phần xương cẳng chân chúng ta nó trượt ra phía trước, còn phần xương sên nó trượt ra phía sau. Cho nên là có một cái bài kinh điển trong xử lý mobility, đấy là cái bài mà chúng ta dùng cái dây ben, chúng ta buộc vào cái phần xương sên phần dưới mắt cá chân, chúng ta kéo nó ra phía sau và xuống dưới, hoặc là chúng ta dùng dây ben chúng ta buộc vào phần cẳng chân và chúng ta kéo ra phía trước, là để chúng ta hỗ trợ cái sự trượt lên nhau của hai cái xương đấy. Thì phần lớn trong trường hợp khách hàng thiếu linh hoạt cổ chân thì Huy sẽ dùng cách đấy. Còn cái việc cái kiểu giảm bắp chuối đó là cái một trong những cái mà nó rất là hot ngày xưa. Ngày xưa bản thân Huy cũng bị mà. Huy bị bên chân bên trái, giãn bắp chuối cũng giãn cả đời. Mọi người giãn giãn lấn nát cái bắp chuối ra thì cái cổ chân mọi người nó cũng gần như không gặp được. Thì đấy là một cái xử lý nó hơi dài hạn một tí. Còn đương nhiên là ngắn hạn thì chúng ta có một cách kinh điển đó. Đúng không ạ? Chúng ta kê gót chân lên. Khi mà chúng ta kê gót chân lên thì cái vừa nó sẽ bị đổ ở trước nhiều hơn. Đúng không? Thì đương nhiên là lúc đấy thì sao ạ? Chúng ta sẽ gặp ít hông và gối nó sẽ được đi nhiều hơn. Và trong điều kiện như vậy thì cái đùi trước nó sẽ được tham gia nhiều hơn. Thì chúng ta cứ ngắn hạn trước là như vậy, và mỗi ngày chúng ta vẫn sẽ sử dụng cái joint mobilization, chúng ta sử dụng một cái band có một cái độ rộng vừa phải. Tại vì cái nếu mà chúng ta đặt vào phần xương sên của mọi người để kéo đằng sau ấy thì nó chỉ là cái khoảng rất là bé ở dưới cái phần mắt cá chân của mọi người thôi. Một cái khoảng như vậy thì một cái band dày quá nó không phù hợp, còn một cái band ngắn quá thì nó kéo không đủ độ.
gọi một cái band ở đấy các band rồi, cái band màu hai màu tím tím ấy, cái đấy thì sẽ đẹp, kê cái chân trước lên và dùng cái dây band kéo ra đằng sau và xuống phía dưới thì nó sẽ hỗ trợ cái sự trượt bên nhau của những cái xương đấy, thì trong điều kiện đấy nó sẽ phù hợp hơn. Đấy là câu trả lời của mình. À, vâng, anh cảm ơn. Em có hỏi về cái việc là làm thế nào để cảm nhận đùi trước nữa đúng không? À vâng, đúng rồi. Ok, thì anh Tú luôn khỏe lắm thì anh Tú trả lời. Như cái việc linh hoạt thì Huy cũng đã giúp bạn ấy rồi. Thì bây giờ anh ấy giúp bạn một số bài tập có thể cảm nhận đùi trước nhiều hơn. Thứ nhất là dễ nhất đó chính là những bài cô lập, tức là đá đùi, leg press, hack squat. Và cái thứ hai là bây giờ em có thể tạm thời nhé, em thay cái bài back squat của em ấy sang một cái biến thể nào đấy mà ép cái đùi trước của em nó phải hoạt động nhiều hơn. Thế là từ đó sẽ cho em ấy cảm nhận nó dễ hơn. Ví dụ như là safety squat 3, cái đòn mà có hai tay cầm ra phía trước này. Hay em có thể tập front squat hay zercher squat. Cái những cái bài tập mà cái khối lượng ấy nó nằm ở trước một chút. Đấy thì sẽ bắt cái đùi trước của em nó hoạt động nhiều hơn. Thường thì front squat ấy, ai front squat khỏe thì đùi thôi. Chứ Linh khỏe không? Chị cũng này mà chị back squat thì yếu nhưng mà front squat thì xem. Ngày xưa chị test RMX back squat 90 nhưng mà front squat 80. Nghĩa là chị cảm thấy rằng là cái mắt trước của chị ở cái trạng thái front squat chị cảm thấy thoải mái hơn là back squat thì có thể lốt được nặng hơn. Chị đấy đùi trước nó có dùng nhiều hơn. Có. Đấy. Thực ra thì gần đây chị có dạy cái phần hypertrophy trong lớp thì riêng cái bài front squat nhá thì nó sẽ kích hoạt nhiều những cái sợi cơ đùi của mọi người là tứ đầu đùi đúng không? Có bốn đầu đúng không? Thì cái medial cái gì? Intermedius, nói chung là cái gì đấy ở giữa đùi này thì nó bị kích, nó sẽ được kích hoạt nhiều hơn. Còn nếu với cái back squat thì các cái sợi nằm bên ngoài. Medialis nó sẽ medial vastus à? Cái gì đấy. Vastus medialis nó sẽ phát kích hoạt nhiều hơn. Nghĩa là nó sẽ nằm ở các cái phần khác nhau ở trong đùi của em. Tuy nhiên thì với bài front squat thì nó sẽ kích hoạt được nhiều hơn. Ngoài ra thì kinh nghiệm của chị và từ những cái kiến thức chị học được thì cái đùi trước của ví dụ em tập leg press chẳng hạn ấy thì cái đùi trước của em nó sẽ được giãn ra nhiều nhất và nó chịu tải nặng nhất ở điểm sâu nhất cuối cùng. Thế nên cái bài đấy thì mọi người sẽ bình thường là mọi người hay đi khoảng 90 độ thôi là mọi người đạp lên rồi thì mình có thể hạ tạ xuống và đi một cái row đưa cái đùi của mọi người về gần ngực luôn, tức là giãn ra nhiều hơn thì nó cũng là một cái cách để kích hoạt nhiều hơn mà em không cần phải tăng quá nhiều tạ. Thì đấy là cái kinh nghiệm cũng như là một số chỗ cái chia sẻ của chị. Em có một câu hỏi nữa, cái này nó hơi phạm chủ cá nhân một tí á. Tại ngày xưa em có một cái chấn thương ở chỗ cổ chân thì em bị chật lìa hai khớp cổ chân ra nhau. Thì em muốn hỏi là ví dụ như vậy, bây giờ em muốn, tại vì em cũng đang tập nhưng mà em không biết là có bài tập nào để có thể khắc phục được cái vấn đề đấy. Thì không ngoài hai cái bài tập mà anh vừa chia sẻ ấy thì cổ chân em ngoài ra là nó còn một vài vấn đề khác trong cái lúc mà mình di chuyển và đi lại ấy, thì nhà nó sang nó có một vài cái chỗ nhìn nó sẽ không được bình thường như cổ chân của mọi người ấy. Nên là lúc tập luyện nó sẽ gây ra một vài cái chỗ khớp hơi đúng rồi lúc đang squat xuống và nó sẽ bị khớp chỗ một vài chỗ. Nên là em muốn hỏi là bây giờ thì với cổ chân như thế thì mình nên bắt đầu khắc phục như nào bây giờ? Ok, Huy thì cũng có lại flexing cho Huy tí nha. Huy có kinh nghiệm làm việc với đội tuyển quốc gia Việt Nam cho nên những các cầu thủ bóng đá rồi. Góc nhìn của em về vấn đề chấn thương, câu trả lời cho bạn nhé. Hôm nay bạn ấy nói chấn thương cổ chân ngay từ đầu là xong rồi. Mà chấn thương cổ chân thì nó là kiểu là các bạn một vấn đề kinh điển trong việc mất mobility của chân đấy là các bạn bị chật cổ chân hay bị đúng không? Mọi người hay bị bước phụt xong bị chật đúng không? Thế thì khi mà cổ chân mọi người bị chấn thương như vậy thì chắc chắn là khi mọi người cố gắng cử động cổ chân một cách bình thường nó sẽ đau đúng không ạ? Và não bộ mọi người không muốn mọi người đau và rất nhiều người tập là vì chấn thương cổ chân. Nghĩa là trong cái thời điểm bạn ví dụ kiểu bạn đau trong 3 tuần đấy bạn không gần như không dùng cổ chân, bạn sẽ bước kiểu chấm phẩy và chúng ta sẽ đè lên bên còn lại. Thế thì cái việc mà cái chân mình bị đau nó không được gập thì nó sẽ mất đi cái biên độ chuyển động của nó. Và khi mà chúng ta lành rồi chúng ta muốn nó gập như bình thường thì nó sẽ lâu hơn. Thì đấy chính là lý do tại sao chúng ta lại có một bộ môn là bộ môn vật lý trị liệu. Có nghĩa là bác sĩ khi mà mọi người phẫu thuật hay mọi người bị cái gì xong, họ sẽ phải cho mọi người tìm một cái bài tập nào đấy nó tương xứng với cái vấn đề của mọi người lúc đó để chúng ta được vận động. Cái đấy rất quan trọng. Trong cái giai đoạn đấy mà chúng ta tập thì sau đấy thì mọi người sẽ lấy lại cái mobility dễ hơn. Còn đây là nếu như mà chúng ta bị chấn thương chúng ta cứ treo chân đấy thời gian lâu sau đó hết đau rồi chúng ta quay lại tập thì lúc đấy nó khổ hơn rất là nhiều. Thì chắc rằng là cái xử lý dài hạn kia, cái xử lý đặc biệt của cổ chân bạn sẽ phải làm lâu hơn. Và ngắn hạn thì mình chỉ có thể khuyên là nếu mà muốn tập luyện một cách an toàn nhất thì cứ kê gót lên và tập. Bạn nhớ cho mình nhé, huấn luyện viên không phải là bác sĩ, có nghĩa là chúng ta không nên nghĩ theo cái thiên hướng là bài tập này sẽ chữa bệnh cho tôi mà gì ạ, mà bài tập này sẽ giúp tôi tăng cơ tăng sức mạnh và nó không làm vấn đề của tôi tệ thêm.
đấy là cái điều tốt nhất mà huấn luyện viên có thể làm, nghĩa là chúng ta không phải đánh đổi gì cả. Trong trường hợp đẹp nhất thì chúng ta vấn đề chúng ta vẫn đi vận tốt hơn thì tốt, và nhưng mà chúng ta vẫn đạt được, nghĩa là chân chúng ta vẫn có thể đau nhưng mà chúng ta tập được khỏe hơn. Thì mình khuyên rằng là bạn sẽ phải thử bắt đầu biến thể hoặc là mua một cái những cái đôi giày powerlifting thì cái đấy nó sẽ cao, đúng không anh? Bạn có tập đôi giày, bạn có đôi giày đấy chưa? Em fan tập chân nhất rồi. Thế thì bạn có thể kê gót hay một cách bình thường thôi, thì mình nghĩ là bạn sẽ phải gắn với nó lâu hơn một xíu. Bản thân mình chắc chắn ngày xưa mình cũng thiếu liên quan cổ chân, nhưng mà ngày xưa mình lại tập ở phòng phù nên mình không biết, nghĩa là mình cứ squat ngày qua ngày đó. Thì đến một ngày ở đấy thì cái liên quan cổ chân nó lúc đấy nó tốt, đến lúc mà mình biết vì sự tồn tại của liên quan cổ chân thì nó cũng ổn hơn người bình thường rồi, cho nên là mình không được trải nghiệm cái đấy, nhưng mà mình đã cho nhiều người trong cái thực hiện liên quan cổ chân đấy thì nó thực sự là một quá trình nó hơi dài hơn một xíu, nên là ngắn hạn thì kê gót lên nó vẫn là cái điều gì để nó tốt hơn. Thì đấy là cái câu trả lời của mình. Xin lỗi vì mình không thể tìm một cái bài tập nào đấy nó xử lý vấn đề của bạn được, tại vì thực chất là mình không biết vấn đề của bạn là gì, biết là khớp nào nó bị ạ. Vâng, bạn em cũng vâng ạ. Ok, rất là cảm ơn câu hỏi của em. Chúng ta nhắc đến những cái vấn đề rõ ràng là rất là phổ biến với squat đúng không? Linh hoạt cổ chân là vấn đề hàng đầu luôn. Rồi, ok, còn chắc là chúng ta sẽ không có đủ thời gian. Tí nữa thì Tú cũng sẽ có phần thực hành. Thì mọi người có những cái vấn đề gì thì chúng ta có thể giải quyết thêm ở phía sau. Bây giờ thì chắc là mình sẽ nói nốt về bài cuối cùng nhỉ? Bench, đúng không? Bench press chắc là cái bài tập mà gọi là quốc dân với tất cả các anh nam khi mà đi tập đúng không? Buổi đầu tiên đến, bài đầu tiên chắc chắn là đầy ngực, có niềm tự hào ở nam giới. Còn với phụ nữ thì rất là sợ, cá nhân chị thì chị cũng sợ. Câu chuyện là hôm trước chị Ben, chị ngồi vào, chị nằm vào mà chân chị run bần 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 vì chị sợ tạ. Không biết là vì sao, có giới hạn tâm lý nào đấy. Rồi thì, thế thì với một cái bài tập mà nó đặc thù như thế thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc đầu tiên. Đấy, việc của Huy là làm nào để mọi người tập an toàn. Để ngực an toàn, tập để ngực an toàn thì nó khá là đơn giản thôi. Và mọi người nhớ nhé, tập luyện an toàn của Huy nó sẽ khác tập luyện an toàn của anh Tú. Tại vì anh Tú là vận động viên, cái tập luyện an toàn, cái vấn đề của anh Tú phải xử lý đó là cái điểm yếu. Khi mà họ đến một cái, tại vì tập những cái bài squat bench deadlift nó là một cái bài đa khớp, nó là một cái bài mà nó sẽ liên quan đến cái kinetic chain hoặc là cái chuỗi chuyển động, sẽ có một cái mass signal yếu hơn và nó ảnh hưởng đến tổng. Còn đối với Huy và mọi người làm huấn luyện viên, mọi người làm việc với khách hàng, mọi người sẽ tiếp xúc nó một cách đơn giản hơn. Là họ không có một cái gọi là điểm yếu quá đà. Tại vì nếu như mà chúng ta chọn một cái bức tạ phù hợp thì hoàn toàn là nó không sẽ không có sinh ra cái vấn đề điểm yếu. Thì đối với em chỉ đơn giản là những cái yếu tố như kiểu là để đảm bảo nó là một cái bài đẩy thì chắc chắn là cái cẳng tay của mọi người nó phải chụp được cái phương của lực, đúng không ạ? Đẩy nó là cái việc mà chúng ta đưa một cái gì đấy ra xa người hoặc là đưa người chúng ta ra xa khỏi một cái gì đấy, nhưng mà cái chiều kháng lực nó phải chụp được chiều cẳng tay của chúng ta, thì đấy nó sẽ là cái điều mà quan trọng nhất để đảm bảo là một bài đẩy. Thì cái lỗi này nó chỉ xảy đến với khách hàng gọi là mới quá, cái việc mà chúng ta đẩy vào tay chúng ta không trùng với phương của lực, thì nó chỉ xảy đến khi mà tạ nhẹ quá, cầm nặng vào là không nào cong một tay cả, cong phát là què luôn, đúng không ạ? Thì đấy là cái lưu ý đầu tiên để đảm bảo một bài đẩy. Còn trong bài đẩy thì mình sẽ chú ý nhiều hơn đến cái phần vai, cái phần cổ tay thì đương nhiên là nếu mà tập nặng quá thì nó sẽ cong kết các thứ, thì đấy nó là vấn đề của anh Tú. Còn vấn đề của khách hàng thì chắc chắn là có mức tạ mà họ sẽ không thể cong cổ tay được, thì chúng ta cầm một cách bình thường, thường thì sẽ cầm ở dumbbell trước và nó sẽ khá là an toàn. Và khi mà tập với khách hàng thì em sẽ cho họ đi từ cái trạng thái gọi là neutral trước, ví dụ dumbbell chẳng hạn, đúng không? Nghĩa là để này mọi người sẽ thấy là cái tay chúng ta vuông góc mặt đất, trùng với phương của lực, chúng ta đẩy lên hạ xuống rất dễ, và sau đấy thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta tăng cái phạm vi này ra, thì đấy nó sẽ là những cái lưu ý của em. Còn cái lưu ý của em trong bài 30 bench press với khách hàng mới thì đương nhiên là em sẽ chú ý nhiều đến cái việc là cái cách mà chân nó chạm đất thế nào, không cần thiết phải let drive, chân nó phải bám chặt vào đất, cũng như là gồng được phần kho thì người nó sẽ không bị lắc. Tại vì mọi người sẽ thấy rằng là mọi người cứ để quen rồi, mọi người thử để trong trạng thái mọi người cứ bị lắc sang hai bên, mọi người sẽ kiểu rất là mất tập trung, thì não mọi người sẽ phải đầu tư thêm cho cái việc là giữ thăng bằng. Nhưng mà ngay từ đầu chúng ta chặn một phát, thì đấy là một trong những cái đầu tư của em cho khách hàng, nghĩa là mình chú trọng cái đấy vào thời điểm ban đầu, sau họ sẽ tăng tạ rất dễ. Nhưng mà người họ cứ đẩy quen trạng thái chắc rồi thì cứ lại mỗi tuần một bánh thôi, cứ thêm bánh thôi. Ok, vậy mỗi tuần một bánh. Bánh kia. Ok, được, mỗi tuần một bánh. Rồi, thế còn thông tin mới nhất thì hôm qua Tú kể là Tú đang bench 108x2. Rồi, bây giờ thì em chia sẻ thêm một số cái nâng cao đi, ở góc nhìn của em, nó là tối ưu thành tích. Đầu tiên thì em sẽ nói trước về cái độ an toàn nhé. Em sẽ có một vài cái tiêu chí an toàn hơi khác với một tí. Nhất là vì em tập powerlifting, thế nên là cái việc mà mình cần quy chuẩn về dụng cụ ấy thì nó lại rất quan trọng hơn nhiều so với người tập bình thường. Như kiểu người tập bình thường có thể cầm một cái va nó hơi trơn một tí, nó hơi nhám hay hơi bé thì chẳng sao cả,
miễn là người ta có thứ cầm và nó đủ nặng cái cảm giác như cái việc này thì em lại cần một cái ba nó đủ tiêu chuẩn của cái thể là vào và ví dụ vì nó phải 29mm dài khoảng 2m2 cái ghế phải có nhám các thứ và cái thứ hai là cái độ an toàn của mình ấy, thì em sẽ không bao giờ tập ở cái ghế bên ở ngoài mà sẽ đẩy cái ghế rời vào trong cái spotlight và sẽ bay trong đó vì ở đây nó có cả pin nữa thế nên cái việc mình sập ấy nó sẽ cực kỳ an toàn hơn nó không bắt buộc phải nhờ một người đứng đằng sau để đỡ mà thậm chí khi tập ở phòng phủ ấy, có thể người đỡ cho bạn ấy cũng không có kinh nghiệm nữa thế nên là nhiều khi lại làm cái việc tập luyện của mình trở nên nó mất hiệu quả chưa sập vào đỡ có khi sập rồi lại tưởng mình đang tập chị trải nghiệm ở đây rồi nhá chị đã từng bend ở cái bend kia xong rồi chị rách vào nên chị trượt một tay và cái tạ nó rơi thẳng vào thái dương bây giờ nó vẫn ngõ mót đấy thì cái này của Tú thực sự là rất là quan trọng ấy. Cái quy chuẩn an toàn của dụng cụ đúng không đấy thì đầu tiên nó ra cái quy chuẩn an toàn đấy thì vì cái bend nó khác với squat và deadlift là squat thì vứt tạ sau được deadlift thì thẳng được còn bend thì không đó là về quy chuẩn an toàn còn tiếp theo là về cái việc tập luyện của các bạn thì cần đảm bảo một cái là đó là kỹ thuật thường thì các bạn hay có một cái là sợ sợ tạ thì mình sẽ hạ từ lên chạm ngực nếu mình không hề gồng lưng hay là chủ động gọi là biết những cái kỹ thuật đúng của nó đấy thì khi mà mình có bench press ấy, đây là một bài mà nó đè thẳng xuống rồi nó nguy hiểm nó làm tâm lý thì ra mình cần tìm hiểu trước thật kỹ đấy, và học cái nguồn kỹ thuật nó bài bản một chút như là học từ hay là từ thuê coach này hay là mình đọc sách lên hoàn toàn có thể lên YouTube nhé hoặc là có thể tập trước với những bài nó mô phỏng lại cái chuẩn độ đó nhưng mà an toàn hơn ví dụ như là dumbbell như mình nói tập với neutral grip và dumbbell này hay như bạn nữ ấy thường thể lực yếu ấy thì mình sẽ nên tập với chống gậy tập với cái bài push up incline push up chẳng hạn đấy thì nó sẽ hỗ trợ luôn cả cái core của mình nhá việc hít thở của mình nhá đấy khi vào bench press ấy thì sẽ không được bỡ ngỡ thường các bạn nam ấy thì cái tần suất vận động bên ngoài bên sinh hoạt thì bê bắp nặng cũng đến tay các bạn nam thế nên là thường ấy những bạn nam ấy thì cái tâm lý sẽ vững vàng hơn và khi cầm vào những vật nặng nó sẽ sẵn sàng áp lực hơn là các bạn nữ cái này công nhận nhưng mặc dù chị hay bị gọi con đàn ông mà làm được nặng nhưng mà chị công nhận ok thế thì về cơ bản thì đấy là những cái tiêu chuẩn kỹ thuật đúng không câu chuyện tăng tạ thì chắc nữa chúng mình sẽ giải quyết sau. Ở đây có một số câu hỏi cũng khá là hay. Chia sẻ một chút này. Câu đầu tiên, em là nữ có nên tập bench nhiều không ạ? Vì em tập buổi ngực, thân trên, vai tay là em bị liệt ý ạ, không làm được gì. Ok, đấy là câu hỏi của bạn ý. Thì chị cũng tập ngực nhiều. Cá nhân chị nghĩ rằng là thứ nhất là ngực là một cái nhóm cơ mà nó chịu lực ở điểm giãn nhất. Thế nên chắc chắn nó sẽ bị đau hơn những cái nhóm cơ khác, đúng không? Tập thì nó sẽ đau hơn. Ví dụ trong một buổi tập thân trên thì hỏi khách hay đau nách chứ không đau lưng. Đấy. Thì rõ ràng là cái việc tập nó bị đau. Tuy nhiên thì chúng ta tập để chúng ta khỏe hơn, đúng không? Cái gì có giá của nó mà muốn khỏe hơn thì phải trả giá thôi, đúng không? Yếu lúc đấy nhưng mà sau khi mà nó hồi phục được thì các bạn sẽ trở nên khỏe hơn. Thì đi qua cái giai đoạn đấy thì các bạn sẽ khỏe hơn, đúng không? Còn với ý kiến của chuyên gia thì sao, Quyên? Về việc nữ tập bài bench press, nữ tập bài bench press thì cái này thì phải chia sẻ góc độ là tất cả mọi người ở đây là đều là những người đi tập thì đương nhiên là mọi người thấy một nữ là đấy tập bài bài bench press chúng ta thấy bình thường hoặc thậm chí chúng ta cũng thấy hay nhưng mà chúng ta thấy hâm mộ nhưng mà xét theo hệ quy chiếu chung thì với người ngoài nhìn vào người ta sẽ thấy hơi có vấn đề một xíu vậy nên đấy là đối với em đấy là cản trở lớn nhất khi mà một bạn nữ tập bài bench press nghĩa là người bên ngoài người ta nhìn vào và bản thân họ cũng sợ cái bài đấy nó là một cái bài mà như kiểu là một cái bài nó hơi nhiều testosterone một tí khi mà mấy anh em phòng phủi hay khè nhau đúng không ạ gặp nhau thì không biết mày to nào không biết là trong gương nào đẹp hơn thì hỏi mày đẩy được bao nhiêu không biết là form thế nào thằng nào cứ đẩy nặng hơn thì thằng đấy ăn đúng không ạ thì nữ lại dây vào cái bài đấy thì theo cái góc nhìn bên ngoài thì có thể nó là một cái cản trở không nói với vấn đề của anh Tú vấn đề anh Tú là nếu mà nữ tập powerlifting thì không nói gì nên bắt buộc phải làm còn nếu mà nữ bình thường thì mình vẫn đánh giá bài bench press những bài gì đấy mà nó ổn như gọi là để cân bằng được giữa cái mục tiêu tập luyện của họ cũng như là cái mà bên ngoài người ta không nói thì chúng ta tập dumbbell nó sẽ làm cái gì để nó rất là tốt còn vấn đề em có nghe là một bạn nữ bảo là tập tay vai các thứ đã bị liệt à? Tập xong ok thì đây là một cái vấn đề mà nếu mà một người làm việc khách hàng nó là vấn đề rất là quen thuộc nam giới đúng không ạ nam giới theo kiểu nam giới phong phú thì hay có cái xu hướng là sử dụng chất đúng không skip leg day các thứ đấy thì các bạn tưởng tượng là các bạn nam mà nào lười tập chân ấy các bạn chuyển hóa cái nỗi sợ đấy nó lên nhiều hơn một tí thì nó sẽ ra là vấn đề của các bạn nữ trong ngày tập trên
Huy đã từng gặp một khách hàng nữ, đúng không ạ, đi một cái lịch tập nó rất là phổ thông thôi, là lịch upper lower, đúng không ạ, khách phải nói thẳng một điều là cái ngày upper đó là một ngày mà nó rất tra tấn, nghĩa là khách họ không đi tập upper và chúng ta tập đút tất cả những cái đấy, tất cả những cái họ ghét vào trong một buổi và nó sẽ khiến cho cái trải nghiệm của họ trong cái buổi tập đấy nó rất là tệ, như kiểu là chỉ cần có một cái giọt nước trên trời rơi xuống thôi là cô trời mưa quá chị không đi tập, theo kiểu như vậy. Thì để hạn chế điều đấy thì upper lower là chúng ta cắt đôi, đúng không ạ, cắt đôi ở giữa thân người, chúng ta cắt chia trên dưới, thì bây giờ cắt như thế chúng ta cắt dọc, đúng không, thì chia thành full body, một hôm tập mặt trước một tập mặt sau chẳng hạn, nghĩa là chúng ta trụ những cái bài tập trên vào những cái bài tập thấp dưới mà nữ thích, để cho cái trải nghiệm của phòng tập của họ nó đỡ bị tệ, không phải là một cái ngày ngon quá một cái ngày mà ghét quá chúng ta trộn nó lại để họ không trốn buổi tập nào cả. Thì đấy là cái lời khuyên của em trong việc là làm việc với khách hàng mà ghét tập trên. Tối thì chắc là không, thế nên là cái bài barbell bench press thì nó đôi khi nó không dễ chịu lắm, nhưng mà nó ngầu, chị tập vì nó ngầu. Ok, nếu mà bạn thích ngầu thì có thể tập được. Rồi một câu hỏi nữa về bench 20. Rồi cuối cùng rất vui, làm thế nào để bench được 200? Ở đây chưa có ai bench 200 nữa hết, nhưng mà cứ coi như là làm được rồi, làm sao bench được 200? Bench 200 nhỉ? Thế thì xét vào câu độ đấy thì anh Tú chỉ chú ý thôi, đúng không? Không có gì đặc biệt hơn cả. Ok. Nhà vô địch cũng như thường dân thôi. Rồi ok, lắp bench press, chị đẩy bench press được 200 cân, đúng không? Đương nhiên là đơn giản thôi, chúng ta đầu tiên là phải có 200 cân, sau đây chúng ta sẽ đẩy nó. Thì dành cho những bạn nào chưa biết thì cái thanh đòn này nặng 20 cân, thì chúng ta sẽ chỉ cần lắp 180 cân vào thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà trong cuộc thi thì nó có thêm cái chốt 2,5 cân nữa, thì chúng ta phải tính toán lại. Đấy, thì em sẽ làm việc dễ trước, là đầu tiên em sẽ lắp 200 cân, còn đẩy 200 cân thế nào thì chắc là em thủ. Đầu tiên thì cái con số 200 ấy là một cái số cực kỳ lớn rồi. Còn nhắc đến 200, bench 200 cân ở Việt Nam chắc chỉ đến với đầu ngón tay ấy, với những người mình biết. Thì đầu tiên ấy, thứ nhất là bạn có một cái nền tảng cơ bắp cực kỳ tốt. Là thường những người mà bench đến tầm 200 là bench phải tầm 5 năm. 5 năm đổ lên mà cực kỳ bài bản. Thứ hai là cái lượng cơ họ cực kỳ lớn, tức là thường sẽ không phải những người mà nặng 66-70 cân, mà thường sẽ phải nặng trên 90 cân. Nếu mà muốn nhanh với bodyweight nhé, càng cao thì cái việc các bạn bench 200 ấy nó càng dễ hơn, vì cái không gian để mình tăng cơ ấy, cái khả năng mình tăng cơ ấy, cái tiềm năng, đúng rồi, cái tiềm năng sẽ được nhiều hơn. Và thường khi mà bạn có một cái rất buồn cười nhá, cái này là em mới nhận ra thôi, tức là khi mà mình tăng cân ấy, không được mình to lên thì cái ROM sẽ ngắn đi ROM sẽ ngắn đi, thế là bench của mình chắc chắn sẽ tăng nhanh hơn và dễ dàng hơn so với lúc mà mình nhẹ cân. Còn gì nữa không? Tắt cân thôi á, tắt cân là để được 200 á. Còn một cái nhé, thôi, cái đấy là vui vui thôi. Còn cái này là nghiêm túc hơn. Giống như là mình cần một cái chương trình tập nó bài bản và mài giũa cái technique của mình ngày này qua ngày khác nó cực kỳ tốt á, thì mình mới có thể đạt được cái mục tiêu như vậy. Tức là một tuần 7 ngày bên. Thì em bảo một chương trình tập luyện khoa học mà, khoa học không phải 7 ngày đâu. 7 ngày vẫn khoa học được, chị hồi được là được, đúng không? Ok, để câu chuyện của Tú, chia sẻ của Tú là bench 200, không biết bạn nào hỏi cái này nhưng mà khá là tham vọng, đúng không? Định làm nhà vô địch mới thì chúng ta sẽ cần phải có một cái khối lượng cơ thể lớn đã, đúng không ạ? Không thể 60 cân mà bench 200 được, trừ khi là Saitama. Cách mình đi nhanh thôi nhá, chứ em không khuyến khích bạn tăng cân đâu. Ok, ok. Và cái này em nghĩ là phải hỏi ngược lại, bạn ấy hỏi bench 200 thì chắc là bạn ấy tiệm cận lúc đấy rồi, thì lại Huy hỏi ngược lại là bạn dạy Huy được không? Cái kiểu ấy nó hợp lý hơn, okay, là bạn hỏi Huy. Rồi, chúng ta sẽ cũng khá nhiều thời gian ở cái phần này rồi. Thì Linh sẽ nhận một câu hỏi nữa ở phía dưới về việc bench đi. Chắc có ai thắc mắc ở bài này không ạ? Ở dưới kia là cô gái giơ tay, không biết là gãi đầu hay là giơ tay hỏi câu hỏi. Ok, chắc không ai thắc mắc gì việc là nào để bench khỏe hơn ạ? Chung quy lại thì có vẻ mọi người rất là quan tâm đến squat đúng không? Daily thì cũng không ai hỏi và bench thì cũng không ai hỏi. Có thể nhận thấy rằng ở dưới kia toàn là các bạn đã rất là giỏi rồi, tập rất là lâu, có kinh nghiệm rồi đúng không? Ok, thì phần vừa rồi là một cái phần chúng ta nói rất là nhiều về lý thuyết và chắc là mọi người cũng khá là đau đầu rồi. Thì sao bây giờ thì bọn mình ở ban tổ chức đã có chuẩn bị nước ở phía dưới kia, chúng ta sẽ nghỉ một chút nhá. Mọi người có thể tranh thủ thời gian này để trò chuyện làm quen cùng với nhau hoặc là chụp ảnh với idol các bạn ở trên hàng đầu tiên này, có rất nhiều idol trên mạng đúng không ạ? Mọi người có thể nói chuyện làm quen với nhau và chúng ta sẽ quay trở lại với phần thực hành. Đang mở vai đồng vai của em nó khác biệt với còn lại, thì cũng có thể dẫn đến cái việc là khi đẩy lên nó sẽ đi lệch. Bây giờ mình sẽ làm thực hành nhé. Hai bên mình sẽ chỉnh sao cho cân bằng trước, sau đó mình hãy chỉnh thế
chỉnh ghế thì mình hãy nhìn vào cái phần nhám ở giữa đòn nhé, cho cái phần ghế nó đi qua cái phần giữa này đấy, để đối xử hai bên thì mình làm sẽ không bao giờ bị lệch. Em nhìn nó chuẩn chưa? Em cứ chỉnh theo ý của em nhé, bình thường em tập ra thì em cứ chỉnh cái gì nhé. Còn là độ sâu của ghế sao anh ạ? Thường thì cái độ sâu của ghế thì mình sẽ đẩy nó vào trong một chút. Tuy nhiên thì với những loại ghế mà cái phần đệm mông ấy nó dốc lên như thế này thì mình cứ để ghế rồi ra ngoài nhé, bởi vì mông của mình mà thì cái này thì mình sẽ bị thành giống đinh cái lai ven nên nó không phù hợp lắm. Thật ra cái loại ghế mà phù hợp cho bench press thì tất cả toàn bộ đều phải phẳng hết và không có cái phần hở ở đây. Em cứ 3 năm đi xong rồi em cứ diễn tiếp. Khi mọi người vào làm nhé, đầu tiên khi mà xếp cái chiều cao của phần dây cáp ấy mà mọi người chưa biết được mình đẩy cao tầm nào ấy thì bây giờ mình cứ vào làm đã, xong giơ hai tay lên. Đây là vị trí gấp A đúng không? Em cứ nắm qua đi. Đây, thì khi mà mọi người giơ tay thẳng nhất có thể này, thì nó ở tầm này, thì mình sẽ căn sau cho ấy cái khoảng cách mà nó nằm trên giá nó thấp cái này khoảng tầm dưới cổ tay một tí, tức là nó sẽ cao tầm này, tầm này là ok nhất. Như này nhưng mà tuy nhiên thì hai cái lỗ ấy ở đây nó khá là rộng, cái khoảng cách hai nó rất là rộng nên mình có thể sẽ chấp nhận chọn cái mức thấp hơn mình có thể làm bình thường một chút, không nên để cao hơn nhá, để cao hơn vai của mình sẽ bị sôi trước và lúc mà ép lại vào ghế nó rất là trồng chênh. Tức là bình thường thì cái này nó sẽ cao ngang với chỗ cổ tay. Cao cao phần từ cái quần cổ tay ở đâu thì nó sẽ ở đấy. Ok. Cao rồi. Được. Ok. Bây giờ em cứ rack ra bình thường nhá và làm cho anh tầm 5 rep. Tức là quãng bước của em nó chậm lại không? Chắc có lớp bác tạo không nào? Bác tạo làm sao chuẩn nhá? Thời âm nhá. Em khởi động trước không? Ok. Mọi người cùng nhìn xem bạn đẩy có bị lệch không nhé. Em vẫn làm chậm rồi nhé. Hiện tại chưa thấy gì. Hơi lệch cái góc này. Đúng rồi, góc này em sẽ thấy bạn nó đi chéo chứ nó không thẳng. Em làm lên thêm một cái đi. Để xem nào. Góc này. Tay trái lên trước. À, có một cái lưu ý nữa này là khi một người vào từ từ nhé, là mọi người hãy lăn cho mình cái đòn ra phần ngoài của dây cáp trước, sau đó mới căn lại người nhé. Đấy, vì nếu không thì sẽ bị nhấc ra rất là nhiều và đòn sẽ bị về bụng. Rồi thì tôi rõ ràng hơn rồi đấy. Ok. Chị có thấy đấy là một bên phải của bạn. Cái nó cũng khép từ trỏ ấy. Đúng không? Rất là nhiều cái trái bị mở ra. Mở xòe ra. Đúng không? Mở xòe ra. Tức là cái khả năng mở vai của bên phải nó đang tốt hơn. Tốt hơn đấy. Kể cả để ý khi mà bạn ấy rack vào ấy thì cái bên trái bạn ấy cũng dí vào trước. Em có thể thấy không? Đúng không? Thì bây giờ Tú nói cho bạn ấy cái vấn đề và mình sẽ fix bằng cách nào nhá. Thì cái vấn đề của em là cái tay bên trái của em ấy khi mà em xuống đáy nó vẫn mở rồi, nó duy trì mở này. Bên phải nó khép vào như này. Thế nên là khi mà em khởi động ấy, nghĩa là khởi động kỹ cho anh cái chuyển động external rotation và internal rotation của vai. Tức là chuyển động đóng và mở vai, đấy, đóng vai sẽ hướng này. Mở ra thì mình cần khởi động kỹ từ đấy. Và cái thứ hai ấy, là mình cứ tập với cả dumbbell trước, nghĩ cho anh về việc nghĩa là mình sẽ hơi dùng não một tí nhá, em phải nhắm mắt lại được đấy, tập từng tay một, cảm nhận rõ cái góc và giữ cái phần cánh tay với cả lưng của em ấy bao ở đây tầm 5-10 giây, nhớ rõ cái góc đấy, sau đó vào ba bell cũng bao y hệt như thế thôi, sau đó thử lên hạng dần. Cái này nó sẽ hơi mỏi một tí vì cái lỗi này ấy, thường rất nhiều bạn bị ấy, nhất là với những bạn mà để cái độ rộng tay nó rộng thì cái lỗi này nó sẽ rõ ràng hơn, bởi vì để tay hẹp ấy thì thường cái mình mà để khép tay mà để chạm được thì rất là dễ, nhưng mà để mở vai mà chạm nhảy thì thường sẽ khó hơn và sẽ nhìn rõ hơn khi mà mình để rộng tay. Đấy thì em thử áp dụng này xem, anh nghĩ là sẽ hoạt động với em. Ok, đấy là cái hạn chế tập ở những mức quá nặng.
Bởi vì khi mà mình tập cái mức nặng ấy thì thường ấy, cái bản năng để của mình ấy, nó sẽ chiếm phần lớn. Tức là cơ thể của mình ấy tự ý thức được cái việc là mình phải dùng tất cả những gì mình đang có, kể cả những cái ưu điểm lẫn nhược điểm, để có thể đẩy cái tạ lên. Thế nên mình hãy tập ở những mức tạ nhỏ và uốn dần lại cái thói quen đầy của mình. Như vậy về lâu dài nó sẽ tốt hơn. Ok, đấy là một cái tip rất là hay. Hy vọng là nó giúp được cho tất cả mọi người trong cái việc bench. Có một cái nữa, từ chị, ngày xưa chị học cầu lông ở trường ấy, thầy bảo cũng quật mạnh lên. Thế xong chị quật mạnh quá, bây giờ cái vai phải chị nó chật luôn. Xong rồi bây giờ khi mà đẩy ấy thì một bên vai ổn định nó rất là kém và bị sợ. Mặc dù có thể là không sao đâu nhưng mà rất là sợ vấn đề về tâm lý hoặc là cái gì đó chị không thể đẩy được. Và chị nghĩ là nó là một trong những cái vấn đề làm ảnh hưởng đến thành tích của em rất là nhiều. Rồi thì không biết là ở dưới kia thì mọi người đã có từng ai hỏi mọi người xem là mọi người có ai gặp chấn thương về vai không và nó ảnh hưởng đến các cái bài đẩy của mọi người hay không? Rồi ok, hai bạn này luôn. Rồi bạn nào cũng được, bạn nào muốn thử để cho anh Tú check. Rồi ok, mời Hiệp. Thế chị nhớ tên siêu không? Thế là cũng giống chị à, đánh cầu lông không chấn thương à? Khi mà mình cầm bất kỳ một cái gì, mình cầm chặt hết cỡ có thể thì mình sẽ gồng được cái phần mặt sau của mình nó tốt hơn và chắc hơn. Anh nghĩ cái phần mặt sau của em có vấn đề, cái phần vai của em ấy có vấn đề một cái là khi em xuống vai em bị thu lại, em một bên nó sẽ sâu hơn, bị sâu hơn. Bây giờ thử cầm chặt nhé, cầm bóp chặt hết cỡ luôn, như kiểu em đang nhìn nát cái đòn ấy. Sau đó thử từ từ xuống chậm, dùng thương kéo xuống khi đòn chặt được xem. Mà em xuống chậm thôi nhá, đẩy lên cũng chậm thôi, không cần phát lực quá mà. Làm được chưa? Thử thẳng cổ tay ra một tí, bóp chặt. Cầm lệch, hơi lệch đòn tầm này. Em đo bằng ngón cái, em xòe ngón cái trước, đo lại cho chính xác. Ok, rồi bây giờ cầm cầm chặt nhá. Bóp chặt bước ngoài, cái sổ của em nó cứng đơ lại. Rồi, dần dần bóp chặt, kéo xuống như kéo sổ. Chậm rồi, chạm nhẹ, lên cũng chậm rồi. Lên đẩy cũng khỏi bóp chặt như thế. Đừng có vặn đòn nhá. Lên như nào thì xuống như thế, cổ tay dưới lên. Kéo thẳng xuống. Cứ vừa ưỡn ngực mình kéo thẳng xuống. Lên thẳng đi. Tiếp tục đi. Nó rất mỏi cổ tay ấy. Khi xuống thì anh kiểm soát mình nhá, đừng có đập thẳng như thế. Nhưng mà người thấy phải bên phải đẩy nhiều hơn. Giờ bên phải là đẩy nhiều hơn. Chặn nhẹ không ạ? Lên. Đấy, có đều hơn một tí. Ok, đi vào. Rồi, thì có một cái tip khá là đơn giản đúng không? Đấy là nắm chặt hơn. Ừ, đấy chị thử. Đấy, chị thử. Thực ra thì cái bước xong anh kéo xa nhiều quá và anh cũng mất tận 3-4 tháng mới đặt đòn vào lâu 3 cơ. Thế là anh cũng đồng cảm với em vào đây đấy. Ok, thì bây giờ em cứ thử ngá phần lưng của em vào đòn nhé. Anh nghĩ là em cứ xoay lưng vào trong, xoay lưng ra ngoài đi để mọi người cùng nhìn thấy cái lưng của em. Chị nghĩ là em cởi giày ra trước cho nó an toàn. Anh hay của Ân. Em vào vị trí này đâu? Đây em bị đau cổ tay, mỗi cổ tay thôi. Phần vai. Bình thường trước khi squat em phải đau. Chỉ xem là. À không, nghĩa là em chỉ nói về vai thôi chứ không nói về thân dưới. Có xoay đủ dưới chân. Bạn sử dụng cả những cái góc khỏi vai, vai sau trước. Anh nghĩ bây giờ nhá, mọi người lấy một cái khác nữa. Không gửi cho anh cái bài behind đấy. Cái hot page, có lẽ em tỉnh sơ thường cũng được. Thường là cái world slide. Không có cái quay nữa rồi. Không được, đây. Đừng dựa nặng quá nhé. Đây, chỗ này phẳng hơn này. Dựa nhẹ hơn nhé. Đừng có ý thức xa chụp mặt sau, co lại. Làm cho anh được mình ra này, mình là cố gắng dần dần để xuống sâu nhé. Rất là chậm thôi. Có những đứa mà nó sẽ rất là bỏ.
phỏng lại cái cùi chỏng trong trong squat đấy. Đây, đây là cái phần co bạn đấy. Cứ co ép hết là xong đây. Đây là cái phần chát mà lồi ở đây đúng không? Thì mình sẽ di đồ ở đây này, ta tỏ lên trước nhá. Xong di đồ xuống ngay một cái họng ngay bên đây. Đây chính là điểm lật ba, em nhớ thử cho anh nhé. Điểm lật ba xuống, đứng nghiêng vai sau chuẩn vào ngay dưới phần chát luôn, thử ở trong. Thực ra thì cái cổ chân của em do lên sport thì chị công nhận, bởi vì lên sport chân ấy, là cái chính là cái mà chúng ta gọi là hồi theo hướng mũi chân. Thì nếu mà cái linh hoạt của chân có vấn đề thì khi mà cái nó lệch khỏi cái chuỗi đấy, nghĩa là khi mà cái gối nó trụ vào trong một xíu thì nó sẽ đẩy gối một cách dễ hơn. Thế thì cái vấn đề ở đây là ngoài cái việc đẩy gối ra, cơ thể nó có cách là một là cho cái chân nó bẹt xuống, hai là cái mũi chân nó xòe ra ngoài. Mũi chân xòe ra ngoài chính là trụ gối, tại vì lúc đấy gối bạn không mở theo thì nó cũng là trụ gối thôi. Thì với tình trạng của bạn mà với cái bước đi bình thường, mình đã chân phải hơi xòe một tí và đứng một cách tự nhiên, nó đã một chân xòe chân trụ rồi, thì nó thể hiện là cái thiếu linh hoạt của chân nó đang khá là ảnh hưởng, nó ảnh hưởng đến cả những cái bình thường chứ không phải chỉ là squat nữa. Thì đơn giản nhất là chắc là kê lên một xíu, còn đấy là góc độ của em. Và anh Tú thì sao? Ok, thì anh thấy cái chân phải của em ấy, khi em xuống ấy thì cứ xuống đấy là em không thể bấm chân nữa. Thì lúc đấy là cái cơ thể của em ấy không cho phép em bấm hay là em
chưa nghĩ đến việc bấm mũi chân. Ok, với cả khi mà em xuống ấy, nghĩa là khi mà em gần xuống đáy thì ngay em tức ấy, em dí gối là cả người em nó sẽ bật trước. Tức là thực sự cái lúc đấy ấy, mông của em nó đang không gồng để duy trì cái gối nó đi đúng cái ngưỡng của nó. Bây giờ thử danh nhé, khi em đứng thẳng nhé, em cứ bỏ mình xuống mà. Bây giờ em đứng bình thường này. Bây giờ em mô phỏng lại cái việc em vừa lấy đòn nhé. Thôi, không cần phải lấy đòn đâu, em thử vào cái dáng mà em đã lấy đòn rồi. Ok. Ok, nó thấy mũi chân hơi nặng đúng không? Bởi em thử nhất mũi chân xem có được không? Quay thấy đồ không? Đồ không? Đấy, có nghĩa là bởi nhá, mình phải đầu tiên này thử đưa mũi chân có nhập để nhau chọn có mũi chân xuống. Hơi đẩy mũi trước, rồi mũi chân, ngồi thẳng xuống ra. Cứ đi không thì ngồi bình thường đi, ngồi thẳng xuống. Cúi chân xuống, cúi chân xuống. Ngồi đi. Và đến đấy nhá. Bắt đầu này, mở gối ra. Một con thì một mông thì mở hai gối lắm. Xuống sau rồi ra không? Hay là không có tạ thì không xuống nhá. À, căng căng của chân à? Tiếp tục đi nào. Thử cố gắng sâu thì đến khi nào mà không thể gồng được mũi chân đây không? Đây có tạ bạn xuống sâu hơn đúng không? Đây có tạ là bạn để xuống được sâu hơn một tí. Đòi hỏi từ mũi chân sang không đúng không? À, đúng rồi. Mũi chân có vấn đề gì? Đúng không? Không? Rồi, ok. Thử dốc bằng vai nhé, bằng vai. Rồi, con như vậy nó chỉ kéo cửa xuống thôi. Thì có em bảo là như thế. Ép xuống. Rồi, xuống thẳng. Gồm không nhé. Em đang đi gối hơi nhiều hơn bình thường. Lại gì này. 1, 2, 3, cứ. Có nghĩa là em sẽ giữ kỹ âm phụ của em phải làm sao này. Đúng sâu rồi. Thế nào. Bốn mũi chân, đạp lên. Thế đủ dứt nó hơn đó. Lại cho anh hai nữa. Cái đùi trước thì hơi đâu. Lên, bấm mũi chân đạp. Một cái nữa đi, một cái nữa đi. Giờ nhá, gồm mạnh nhá, xuống nhanh một tí nhá. Cứ xuống sâu như bình thường. Sau, bấm đạp mạnh lên. Thấy nào. Thoải mái không? Ok, bạn đi, không vào, không vào. Mồ hôi chảy rồi bắt, xong rồi. Em cảm thấy đùi trước này không? Nhiều hơn không? Nhiều hơn nhiều không? Có nhiều tí là so với em có bình thường ấy thì em tập này có thấy nặng hơn nó nhiều nhưng còn đúng chút nữa em nhớ là còn đúng chút nữa. Câu hỏi này khi mà deadlift cong đuôi tại sao lại đúng không? Thì nếu mà xét về cong đuôi dưới cong đuôi trên thì em cứ nói đi, chia hai loại, một loại là ở trên, một loại ở dưới. À, đối với em thì nếu mà cong đuôi dưới trước đi xét về cái short term, nếu mà cả vận động viên mà đi thi đấu ấy, thì có thể là khi mà vượt đối với mức tạ đấy thì cái kỹ thuật của họ có thể bị breakdown, thì bị cong bất thường. Thì ở cái thời gian đấy thì có thể là chưa để lại hậu quả gì thì cũng, nhưng mà không sao, để có thể đem lại kết quả thì tốt cho họ. Nhưng mà xét về lực trên, nếu mà cong về cong trên thì em nghĩ là một vài trường hợp vẫn là ok, tại vì nếu mà cong trên thì có thể giúp họ đối với vận động viên nhé, những cái người mà có kinh nghiệm ấy thì hoàn toàn có thể cong trên để giúp họ ổn định này, ổn định và có thể giúp họ giữ thăng bằng khi mà lóc lên, ổn định và giữ thăng bằng khi lóc lên. Ừ. Em là như thế. Đấy là quan điểm của cha đúng không? Phía chị nhá, thì chị đồng ý với cái việc là khi mà mình hơi hạ người xuống một chút, nó sẽ lúc nãy Tú có nói ấy, là mình gồng bụng ấy, mình sẽ hơi hạ người xuống thì nó sẽ gồng chắc hơn. Thì cái việc bản thân chị khi mà cong lưng ở phía trên để úp xuống thì chị cũng sẽ gồng nó tốt hơn, và chị sẽ hạn chế cái việc cong lưng dưới đúng không, cong ở trên để đỡ cong ở dưới. Rồi thế thì ok, rất là cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Thank you em, chắc là chị cũng có thêm nhiều view lắm. Lưng ấy của cái việc pull stack ấy, nó là một cái bước để giúp chúng ta để tạo một cái tension, tạo một cái lực căng, một độ căng xuyên suốt cơ thể để trước khi chúng ta thực hiện việc đạp hoặc sàn. Trong deadlift ấy thì như nó thì có cả phần kéo và phần đẩy đúng không? Tuy nhiên ấy, thực tế cái việc phát lực của mình ấy nó sẽ bắt đầu bằng cái việc đạp nhiều hơn. Tức là cái lưng của mình nhá, nó phải cố định này từ cái phần hông trở lên, và tạ nằm trên tay mình nó sẽ phải thành một khối. Và khi mà mình đưa mông vào bắt đầu đạp thì cái vai trò đạp lên nó sẽ từ phần chân của mình là chủ yếu, còn lưng của mình nó sẽ duy trì làm sao cho việc đạp này nó tối ưu nhất và nó ổn định nhất. Đó thì em là mẫu. Em là mẫu sẽ lại chị. Vì nếu mà nói này thì sự thì các bạn cũng không hiểu được. Ok, nếu căng tay thì cái việc mà đòn nó di chuyển sang hai bên nó sẽ
không xảy ra nhiều, và từ đấy thì cái việc mình kéo lên nó cũng sẽ ổn định hơn. Đồng thời thì cái lưng của mình ấy nó cũng được cái khoảng từ trước rồi, thế nên là sẽ không bao giờ có chuyện mà lưng của mình bị lỏng nhẹo hai bên, là cũng nó cong bất thường hay thẳng bất thường khi mình đạp lên nữa. Từ đấy phát lực từ phần chân nó sẽ tốt hơn. Giờ cá nhân chị, cái này Huy dạy chị đấy là nếu như mà mọi người không stack nhá, thì mọi người khi mà nhấc lên ấy, nó sẽ bị cái trọng lượng của cái tạ nó giật xuống, đúng không? Nghĩa là cái bánh tạ này và cái thanh tạ nó có một cái khoảng cách, đúng không? Thì cái stack chính là cái khoảng cách đấy, full stack tức là mình triệt tiêu cái khoảng cách đấy đi. Và lúc đấy thì mọi người tưởng tượng là cả cơ thể của mình với cái đòn này nó thành một khối, mình chỉ được đặt chân lên thôi, đúng không? Thì từ phía nhìn của chị nhá, thì cái việc mà mọi người hơi cong lưng lại nó sẽ giúp cho mọi người giữ được cái tay sát với thân người hơn. Bởi vì cái phần lát của mọi người, cái phần lưng của mọi người gồng chắc khi mà nó thực hiện hết các cái chuyển động của nó, nó xoay trong, đúng không? Và nếu như thế này là sẽ trong tốt nhất, đúng không? Ở trạng thái như thế này nó sẽ dí cái thanh đòn nó sát thân người hơn. Và nếu như mọi người làm như thế này, mọi người thấy vai mọi người sẽ hơi cong về trước, đúng không? Đồng thời thì mình sẽ hạ được cái cơ hoành xuống và cái phần kho nó sẽ gồng chắc hơn. Nên cá nhân chị thì chị sẽ thích cái form hơi cong lưng hơn là ép chặt ra phía sau. Tuy nhiên thì có một vài kiểu deadlift em nghĩ là nó hơi bị over một tí. Tức là mọi người hay bị một cái là khi mọi người kéo dài chát ấy, kéo dài cái phần cầu vai để với gọn, mọi người kéo dài thì mọi người kéo dài kiểu suối ở trước này. Thế thế là khi mình lên ấy, mình bị kho lưng và từ đấy rất khó để mình bẻ ra. Lúc mình bẻ ra nó đã ở đây rồi. Đùi của mình ấy, đùi của mình chính là cái nguyên nhân mà chặn lại không cho mình bẻ cái vai ra. Thế rất nhiều người kéo cả vai lẫn sumo nhá, đến cái điểm này là không thể bẻ và vai ra để nó vào được. Thì mọi người trước khi mà kéo dài tay ấy, thì hãy depress cái vai xuống trước, tức là mình với xuống, kiểu mình đang nghĩ là mình với xuống gót chân ấy, với xuống gót chân trước, sau đó mới hãy tiến hành hơi round một tí để mình có lấy đâu. Ok, thì bây giờ có một bạn nào có vấn đề với viên lockout không, hoặc là kéo slack không, có thể giơ tay để nhờ tôi fix. Nếu không giơ tay là chỉ đấy. Ok, mời em. Chị lúc nào có một ứng viên ngồi ở dưới để chỉ kiểu gì em có người làm không? Hello. Chắc là lắp nặng hơn một tí nhỉ? Cái này có bị nhẹ quá. À, để em hỏi bạn đi trước nhé. Em kéo mắc được bao nhiêu? Một người mới hoàn toàn không? Mới hoàn toàn đến cái mức này. Mời em đi. Kéo cái khâu nào mà em hay tập? Hoặc là em muốn em thấy cái nào nó em thấy thích hơn, em thử nào. Bây giờ thì thực ra để chị nghĩ là với deadlift nhá, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người một cái dạng là những cái gì mà em sẽ coi như là bộ quy chuẩn của em để set up được cái form sumo tốt nhất, đúng không? Thì nó sẽ dễ hơn là này. Và bây giờ em sẽ xem anh Tú set up sumo, sau đó mình thử sửa lại ngay những cái mà anh Tú sửa nhá, để xem nó có ok hơn không. Rồi, nếu như mà Tú để tập sumo thì em sẽ set up như nào? Ok, bây giờ là phần set của em nhá. Chị muốn xem bản đầy đủ hay là bản ngắn gọn này? Phải đầy đủ đấy, chơi ngắn gọn. Rồi hay, bây giờ để chị gọi mọi người lên cho anh xem không nhá. Hay để là mẫu lượng được rồi. Ok, thì đầu tiên ấy, mình sẽ chọn vị trí chân trước. Tức là mình sẽ chọn thường thì không, cái độ rộng chân sẽ tùy mọi người nhá. Nhưng mình chỉ hay để sao cho cái cảm chân của mình khi mình với đầu, cái cảm chân nó sẽ giống thẳng xuống cái vạch này, là cái ring trên đầu, nó có thẳng nhanh xuống không? Đấy, thế là cái chân mình sẽ để giọng xuống một chút rồi, cái đầu có thể sát hơn một tí cũng được. Ok, cầm máy để chị đưa tả, đầu tiên là sẽ kéo dài cánh tay, full stack ngay cạnh cánh tay trước, đúng không? Sau đưa gối vào chạm đòn và đặt thẳng đi. Ok, nhìn rất là đơn giản đúng không? Với chị thì chị cũng hay có cái kiểu là sẽ đẩy vào trước, sau đó full stack xong đạp lên. Thì
chắc là sẽ phù hợp với từng người thôi đúng không? Chứ cũng không có vấn đề gì lắm. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cho bạn kia nhá. Bạn ấy chắc là sumo đúng không? Rồi mời em lên đây. Bây giờ mình sẽ thử set up lại theo các cái nguyên tắc mà lúc nãy em dù có nói cho phù hợp. Rồi bây giờ mình làm từng bước một nhá. Rồi thanh đào đi qua giữa lòng bàn chân này. Bây giờ em thử ngồi xuống đi, em thử ngồi vào cái vị trí lip của em đi để xem cái cẳng chân nó đang bung ra về đất chưa. Cái vai của em này, cố gắng này, hơi kéo dài phần này của em với xuống cái phần chân đấy, chủ động ngồi xuống, cái dạng dài tay đúng không? Ừ, squat xuống, cứ squat xuống, tay của em ấy sát vào lưng, cứ squat xuống, di gối thoải mái, di gối thoải mái. Nghĩa là tay của em ấy là sát vào phần này, phần đùi một tí, thì di gối, di gối đúng chân, rồi xuống. Đó, ok. Cầm nó. Và bây giờ ấy, chỉ được nhé, hơi kéo căng tay đấy, kéo đến cạnh đấy. Sau đó co ngắn người lại như không cả. Căng thẳng lên, mạnh luôn. Khi mà điểm lớp bao ấy, mình thẳng này trước. Ép vào vai, xong rồi ép, ép vào vai xong rồi ép thẳng này. Để đứng thẳng, đứng được không? Ok. Rồi, xuống nào. Rồi, bây giờ làm lại, nó nhanh hơn một tí nhá. Lấy hơi, đặt bùng nổ luôn. Đặt cướp. Nhìn trước, nhìn trước, nhìn trước. Một cái đi, chuẩn cái cuối đi. Rồi, đứng thẳng được. Quá gối đứng trước đây nhá, một cái nữa đi. Một cái nữa, bao giờ chuẩn nữa. Quả gối đứng im luôn. Khi em quả gối, hãy bảo khi em đứng thẳng quả gối. Khi chặt hai bên mông cho. Ok chắc, khi chặt hai mông quả gối thôi. Phải buồn. Ok, đẹp rồi. Ê, em cảm thấy sao? Dễ hơn không? Đỡ hơn là đỡ hơn là đỡ nhỉ? Làm cho chị xin, làm cho thẩm mỹ. Tức là khi mà, bởi vì khi mà em sumo ấy, em khi mà em set up xong thì khi mà full sack rồi sau đó là à, em nó không co ấy thì em không biết là cái kiểu cái dấu hiệu để mà khi em full sack rồi tìm dấu hiệu nào để em bắt đầu đã sức mạnh nhà vô địch chị phải nhắc lại thế. Ok, có một cái nữa, thực ra cái này chị rất mong Tú chia sẻ vì là sẽ có trong một cái phase ví dụ 2 tuần sẽ có một đợt là tập 2 volume kiểu hơi thiên 2 phơi trong viên một tí. Phase thứ hai là đánh thẳng về strength, làm đầu tập low rep và một số bài hỗ trợ, và cái cuối cùng là phase mình rep để chuẩn bị để test. Nhưng mà thường thì cái khâu xử lý điểm yếu ấy và tăng tạ nó sẽ xuất hiện chính ở cái giai đoạn mà mình tập hypertrophy và cái dạng strength gain. Tập hyper nó vẫn thể vẫn có thể tăng được strength nhá, bởi vì lượng cơ của mình tăng thì cái sức mạnh nó cũng từ đó mà đi lên. Thì thường ở trong cái giai đoạn hypertrophy ấy, thì các bạn sẽ target những cái điểm yếu về cơ bắp, ví dụ như là nếu khi bây giờ mình đã xét trong trường hợp mà các bạn làm đúng form rồi thì khi mà mình deadlift chẳng hạn, mình cảm giác bị mỏi vào đau nhất. Mỏi vào đau nhất tức là mình bị dùng của nó nhiều nhất ấy. Dùng bị gọi là quá tải vào nó sớm nhất. Thì mình sẽ tập được phần đó, ví dụ như thần kinh. Thì mình có thể mình tập lớp pull, tập tạ nặng hơn này. Bắt cơ thể mình phải giữ khối tạ nhiều hơn. Hay là mỗi khi lớp ao các bạn giữ tầm 1 đến 2 giây cho thần kinh quen với cả mức tạ đấy. Và tiếp theo cái thứ hai là có thể tập với những bài mà vui lập, ví dụ như là yếu lực thì mình sẽ tập lưng, tập xô, tập row. Thiếu độ bùng nổ mình hoàn toàn có thể tập dead row chẳng hạn, kiểu giật từ sàn lên straight leg row đấy. Còn những cái phase về strength thì mình sẽ đánh vào những điểm yếu về cái specific lift, tức là trong cái bài lift của mình này nhìn quãng đường phải đón trước là điểm nào, phải đón lỗi ở điểm nào thì mình sẽ chọn những bài tập đánh thẳng vào điểm đó. Ví dụ như là có những bạn có vấn đề về grip chẳng hạn thì mình sẽ tập tay không nhiều hơn, và thường thì số rep sẽ tương đối thấp một tí nhưng mà tăng set lên đấy, để mình quen kỹ thuật cầm tay đi mà không bị cái độ đau hay là đòn nó làm rách da các thứ. Nếu mà làm high rep thì rất dễ bị rách da nhá. Đấy, làm low rep hay là những bạn nào có vấn đề về lock out này thì có thể tập cũng một lock pull, cũng tập lock pull hoặc tập mà với cả band deadlift hay với xích đấy để tăng cái tải ở trên đỉnh của mình lên. Những bạn nào có vấn đề về dưới sàn thì cũng có thể chọn power sleep hoặc là outing. Đấy, mình sẽ có những cái chiến thuật tăng tạ như vậy. À, ok. Cái này, thực ra, đấy chị ở lời post là dành cho chị. Đây là vấn đề của chị.
Có nghĩa là chúng ta sẽ chia ra các cái phase, đúng không? Phase để tăng cơ bắp hypertrophy với một cái khoảng rep lớn hơn. Và trong cái phase đấy thì mình sẽ xử lý những cái vấn đề điểm yếu thuộc về cơ bắp. Giả sử như là trong 13 lít thì em cảm thấy rằng là đùi sau em yếu hơn, lưng em không đủ khỏe, thì ở cái phase hypertrophy đấy thì mình sẽ tập trung vào cái nhóm cơ đấy, đúng không? Còn trong cái phase strength thì mình sẽ chỉ, ví dụ mình tập deadlift hoặc mình chỉ deadlift thôi, và mình xem trong cái bài deadlift đấy mình yếu ở đoạn nào thì mình sẽ xử lý cái đoạn đấy, đúng không? Ok, rất là ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu.